Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng năm Giáp Ngọ, là ngày mùng 5 tháng 2 năm 2014. Tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam tổ chức cộng tu một ngày đầu năm. Hôm nay quý Phật tử về Pháp hội với số lượng người rất là đông, giáo nhàng rất là tùy hỷ công đức của quý vị đầu năm văn tập về tại Pháp hội. Giáo nhàng trong đầu năm mới xin kính chúc cho toàn thể chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính chúc cho toàn thể quý Phật tử trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, trong nước cũng như ngoài nước, Pháp Bồ Đề Tâm Hành Bồ Tát Đạo được vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức và vô lượng an lạc. Phát Bồ Đề Tâm Nhất Môn Thâm Nhập Trường Thời Huân Tu, một đời này lão thật niệm Phật, khi mãn báo thân này được diện kiến Đức Phật A Di Đà, phóng ngọc hào quang tiếp dẫn quý vị vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Hôm nay chúng tôi chúc cho quý vị lên thượng phẩm thượng sanh, lỡ mình tu không đến nơi thì nó rớt xuống hạ phẩm là vừa. Thưa quý vị, chúng tôi được biết có đạo tràng Tịnh Độ Gò Công hôm nay cũng lên tham dự, và có một vị đại diện cho đạo tràng Tịnh Độ Gò Công cũng như đại diện cho tất cả quý Phật tử, xin gửi đến lời chúc Tết đến chư Tôn Đức Tăng Ni và chúc Tết toàn thể quý Phật tử và Phát Bồ Đề Tâm tất bạch cúng dường trai tăng đầu năm. Mà Thầy xin trân trọng kính mời cô Hoa Trí đại diện cho cả đoàn lên thay lời chúc Tết và tất bạch cúng dường trai tăng. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thư chúc xuân. Kính bạch chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa chư huynh đệ hành giả tịnh độ, sáng hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, hương trầm lan tỏa, nắng ấm chan hòa của mùa xuân bất tận, lòng chúng con đang niềm hỷ lạc vô biên khi được trở về Quan Âm tịnh thất, quỳ dưới chân Phật đài. Xa xa trùng trùng điệp điệp của núi đồi cao nguyên phảng phất hương trầm, chúng con như tưởng mình đã thể nhập được cảnh giới tịnh thổ lạc ban. Hàng ngàn chư hành giả trang nghiêm đang trao cho đời búp sen hồng như nơi tịnh thổ, triệu triệu chư thánh chúng đang nghe ca lăng tần già vang vọng hót pháp. Xin vô vàn cảm tạ Đức Từ Phụ A Di Đà đã dùng công đức trong vô lượng vô biên A Tăng tỳ kiếp và đại lực đại nguyện để gây dựng nên cõi cực lạc Tây Phương, và cũng xin muôn vàn cảm tạ Sư Phụ Đại Đức Thượng Giác Hạ Nhàn, người đã khai sơn tạo tự, lập chùa, tạo nên một đạo tràng trang nghiêm tịnh độ ở thế gian này. Con Diệu Âm Hoa Trí xin thay lời cho hàng triệu con tim hành giả tịnh độ bộc bạch kính dâng lên Sư Phụ và Đại Tăng đôi lời tôn kính. Kính bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính bái bạch Sư Phụ. Kính chào mừng đến toàn thể sư chú. Kính chào mừng đến các cụ thường trụ đang tịnh tu cùng các liên hữu
các bạn đồng tu trong pháp hội. Trước thềm năm mới, chúng con cầu xin hồng ân Tam Bảo gia trì cho sư phụ, chư tôn đức tăng ni cùng quý liên hữu một năm mới đầy đủ sức khỏe, mọi sự an lành, thân tâm thường lạc, bồ đề tăng trưởng, Phật sự viên thành, vãng sanh cực lạc. Kính thưa sư phụ, kính bái bạch chư tôn đức tăng ni, đông đã tàn, xuân đã đến, nhưng vẫn còn vương vấn cái rét hôm qua, cái nghiệt ngã của trời đông, làm cõi lòng chúng con trước cảnh đời vô thường và nỗi khổ đau nhân loại. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, làm người đã là khó, gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Chúng con là những người được phước lớn trong cõi hồng trần này, bởi đã được làm người lại còn được gặp Phật pháp, phước báo lớn hơn nữa, chúng con được gặp sư phụ, đại ân đại phước của chúng con thật không có gì so sánh. Nay chúng con sống trong một thế giới cảm ơn, thân tâm thường lạc, thánh hiệu A Di Đà nuôi dưỡng đời sống chúng con thật nhiệm màu, từ tinh thần cho đến vật chất. Không biết dùng lời lẽ nào để diễn đạt được sự thật không thể nghĩ bàn này. Nương nhờ từ lực của Phật, chúng con thật vì sinh tử phát bồ đề tâm, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Và sư phụ cũng đã từng bảo chúng con một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Cái nhếch miệng A Di Đà Phật của sư phụ đã làm rúng động chúng con. Hiện tại nó đã trở thành một vòng tròn linh hoạt, liên tục lặp lại tuần tự trong mỗi thời khắc. Từ niệm lớn tiếng đến niệm thầm, nhếch miệng, và khi miệng đã mỏi thì câu A Di Đà Phật vẫn phát ra trong đầu óc của chúng con, rồi lại niệm như thế và cứ như thế. Mọi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tất cả tạp niệm đều chấm dứt. Vãng sanh tịnh độ không còn là điều khó đối với chúng con nữa. Sư phụ còn dạy rằng phải nhìn thấu và buông xuống. Chỉ có buông xuống mới chắc chắn vãng sanh. Ngoài tín nguyện trì danh hiệu Phật, phải lấy giới luật làm thầy, lấy phóng sanh, bố thí, cúng dường để trợ hạnh đường tu, nâng cao phẩm vị. Chúng con cũng ao ước rằng sư phụ sẽ cùng các chư tôn đức tăng ni, cùng tất cả chúng con, những người con Phật sẽ vì nhân loại, vì chúng sanh đang chìm trong bể khổ luân hồi do tham sân si mà gây ra chiến tranh, thiên tai, dịch họa, để rồi nhận lấy muôn ngàn sự đau khổ. Xin hết lòng hoằng dương chánh pháp, đem pháp môn tịnh độ với mọi người trên toàn thế giới để cứu độ chúng sinh thoát khỏi luân hồi, cứu vãng sanh cực lạc. Kính thưa sư phụ, thưa quý liên hữu, trong mùa xuân này con không biết nói gì hơn. Con xin mượn lời của một bài hát mà tác giả con không có biết tên, nhưng con rất ngưỡng mộ và quý trọng, để nói lên tấm lòng của chúng con. Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu đời con, Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương noi gương tròn sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Với tấm lòng chân thành và cung kính, lời văn mộc mạc, nếu có gì sơ sót, con kính xin sư phụ cùng quý liên hữu hoan hỷ cho con. Chúng con xin dâng lên sư phụ, chư tôn đức tăng ni, các sư chú chuyên tu, các cụ thường trụ tỉnh tu, cùng các liên hữu đồng tu một mùa xuân an vui và trí tuệ. Nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Trước thềm năm mới, để tạo chút phước điền cho cuộc sống hiện tại và hồi hướng cho kiếp vị lai, gia đình chúng con và hàng Phật tử thành tâm dâng lên tình tài phẩm vật cúng dường chư tôn đức tăng ni, ngưỡng vọng quý ngài từ bi doãn nạp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.
Mahatát. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, có một đứa bé ở bên Mỹ về cũng mang một phần quà lên cúng dường. Cái đứa bé này thì đặc biệt khi ở bên Mỹ coi cái phim của chúng tôi thì đứa bé nói với mẹ là con thích vô phim giống mấy đứa nhỏ đó. Thì hôm trước chúng tôi gặp được thì khi về lại đây thì nói rằng thưa thầy, con xem cái đĩa của chú Nguyễn Văn Công á, bị ung thư cái chân á, con từ lúc đó phát tâm ăn chay trường luôn. Quý vị cho chồng hỏi tay. Cha là người Mỹ, mẹ người Việt, nhưng khi xem đĩa chúng tôi thì rất là chăm chú và phát tâm ăn chay trường luôn. Khi về lại đây nói má ơi, chùa thầy Nhàn vui quá, thôi con ở Việt Nam con không về Mỹ nữa đâu. Hôm nay chúng tôi cũng trân trọng gửi đến một đứa bé. Năm nay con mấy tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi rồi phát tâm ăn chay trường. Con về chùa thầy con thích không? Muốn ở lại không? Rồi, giờ thôi con xuống ha. Rất là dễ thương ha. Thưa quý vị, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, cô Hòa Trí đã thay lời tất bạch cho tất cả quý Phật tử trong nước cũng như ngoài nước dâng lên lời tất bạch và cúng dường cũng như là thư chúc xuân đầu năm. Thì chỉ có năm nay chúng tôi làm cái chương trình này vì vừa rồi đêm giao thừa cũng có một số quý Phật tử khắp nơi trên thế giới được nghe cái đĩa đón giao thừa và chúc Tết mừng xuân Di Lặc của chúng tôi. Và xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một cái tiết mục sau khi chúng tôi giảng. Thì quý vị gặp lại một cô Phật tử Dự Âm Hoa Tâm năm kỷ niệm 5 năm thành lập Pháp Hội. Đêm hôm đó cô cũng có phát biểu về Phật Pháp Nhiệm Màu. Tuy nhiên Phật Pháp Nhiệm Màu lúc đó chưa bằng bây giờ. Bây giờ thì Phật Pháp Nhiệm Màu nó màu nhiệm hơn. Người ngồi bên cạnh cổ cô Hoa Tâm là người thân mẫu, là mẹ ruột của cô. Và trong cái thời gian vài năm lại đây, khi gia đình biết đến tịnh độ thì cũng có một cái sự cố của bà cụ xảy ra rất là khủng khiếp, mà chúng tôi cũng thường nhắc trên băng đĩa. Tuy nhiên quý vị vẫn chưa nghe hết những cái sự màu nhiệm đó như thế nào. Cho nên hôm nay chúng tôi đưa cái chương trình của cái buổi đầu năm là có chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu của người mẹ của là cô mẹ cô Hoa Tâm là cô Hoa Quang và hai mẹ con lúc trước khi chưa gặp chúng tôi. Thì hai mẹ con này là một chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh nghĩa là âm thầm mà kình cãi và bất đồng quan điểm rất là khổ. Quý vị cũng nghe cổ chia sẻ kỷ niệm 5 năm Phật Pháp Nhiệm Màu. Tuy nhiên đến hôm nay chúng tôi thấy từ cái ngưỡng cửa của Phật Pháp mà gia đình trở về cái sự đoàn tụ sum họp. Chúng tôi đáng tán dương và đưa lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu đầu năm Giáp Ngọ 2014. Và chương trình hôm nay còn thêm một chương trình quý vị cũng sẽ đón nhận. Đó là một chương trình tương đối khá đặc biệt, ly kỳ hấp dẫn, mà lần đầu tiên chúng tôi nghe một vị thầy từ địa ngục trở về lại dương gian. Thầy đây tên là Lê Tấn Sử, tuổi Giáp Tý, pháp danh Thích Thiện Quang, mất năm 87 tuổi, gần như là một vị hòa thượng.
Nhưng hôm qua chúng tôi gặp thì thầy chỉ có nói rằng kêu thầy là thầy thôi. Thầy từ địa ngục trở về lại, hôm nay cũng có đến dự pháp hội. Chút nữa thì sau khi chương trình Phật Pháp nhiệm màu, cái bàn này sẽ dừng lại cho thầy, sẽ lên. Hôm qua chúng tôi đã gặp thầy nói chuyện rồi. Giờ đây thì chúng tôi đi vào cái buổi giảng hôm nay. Thì cái buổi giảng hôm nay chúng tôi nói đến cái công đức của in kinh, in tượng Phật. Nghĩa là công đức pháp thí, công đức niệm Phật, công đức lạy Phật, công đức phóng sanh và công đức diễn giới. Đề tài hôm nay tương đối khá rộng. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng cô đọng lại xúc tích trong vòng một tiếng đồng hồ. Còn lại dành một tiếng đồng hồ cho khoảng hơn 20 phút, 25 phút cô Hội Tâm học nửa tiếng của trình bày cái chuyện Phật Pháp nhiệm màu. Và Hòa Thượng Thích Thiện Quang sẽ trình bày với quý vị từ ở dưới địa ngục đi lên như thế nào. Mà trước giờ chúng ta chỉ nghe qua là kinh Phật nói địa ngục tối, tối rồi địa ngục lạnh, rồi địa ngục nóng, địa ngục sao chúng ta chưa biết. Chúng ta chưa gặp người thiệt, việc thiệt từ ở dưới đó lên. Chúng ta chỉ nghe qua một số những câu chuyện của ba bán cháu gà. Hồi xưa khi bà giết gà nhiều giá quá mà xuống địa ngục thì bà lên lại bà kể qua những cốt truyện thôi. Không phải là người thiệt, việc thiệt mà chúng ta trực tiếp được nghe. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói đến cái đầu tiên là trong pháp hội chúng ta nhân một ngày lễ Vía Di Đà năm 2012, chúng tôi đã đón nhận được cái bộ kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác do cô Hoa Quang là mẹ của cô Hoa Tâm cúng dường. Và bộ kinh được để sau lưng của cô đó. Và bộ kinh chúng tôi vẫn được xem như là một pháp bảo để lên trên bàn Phật thờ kính bộ kinh này. Và gia đình tương đối cũng khá dày công, lấy hình như chúng tôi nghe cũng một số vàng tương đối khá nhiều, vàng loại 3 số 9 24 carat, được mạ trên cái chữ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Và cũng đặc biệt có một gia đình cũng lên quy y trên pháp hội là gia đình của cô Như, cúng dường cái giá kinh bằng loại gỗ hương, gỗ quý, gỗ thơm để chân đỡ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đã long trọng cử hành lễ cung đón pháp bảo Vía Di Đà năm 2012, và cái đĩa này được chúng tôi phát đi khắp nơi trên thế giới và rất nhiều người ngưỡng mộ. Và cái bộ kinh này là một bộ kinh mà chúng tôi đang khuyến khích mọi hành giả tịnh độ nên thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Thọ trì tức là chúng ta nhận và gìn giữ, đọc tụng là hàng ngày chúng ta tụng là đọc ra tiếng và quýnh mỏ, còn đọc là chúng ta không có quýnh mỏ. Một nghĩa thâm áo của tụng nữa là chúng ta thuộc lòng, gọi là trùng tụng. Và vì người diễn thuyết, vì người diễn thuyết hôm nay chúng ta không có khả năng để diễn thuyết cái bộ kinh này, tức là coi vào những trang kinh rồi giảng ra. Nhưng mà chúng ta còn cái nghĩa diễn thuyết nữa là in ấn cái bộ kinh này đem cho người ta tụng, gọi là vì người diễn thuyết. Phật A Di Đà diễn thuyết 48 lời nguyện và nói những cái di diệu cảnh giới cực lạc ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta không đủ cái khả năng để lên pháp tòa diễn trình, diễn thuyết, thì chúng ta in cái bộ kinh này đem trao tặng cho mọi người, cho người ta tụng thì gọi là diễn thuyết. Và nếu chúng ta in mà đem đi bán á, thì nó không có đủ cái nghĩa diễn thuyết, gọi là ấn tống. Mà đây là một việc trao đổi, đưa kinh rồi mình lấy lại tiền, thì cái này nó không có công đức. Mà chúng ta phải in mà tặng, tặng mà phải cầm hai tay cung kính tặng, thành tâm cúng dường cái bộ kinh này, thì công đức quý vị vô lượng vô biên.
Mà trong kinh nói là 10 công đức in kinh ấn tống tượng Phật. Thì khi bà cụ Diệu Âm Hoa Quang khi phát Bồ Đề Tâm in cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này để tại đây thờ và in một số kinh Vô Lượng Thọ cho mọi người tụng, thì thọ mạng của cụ được kéo dài. Và từ một cái bệnh mà chút nữa chắc là cô Hoa Tâm sẽ trình bày, chúng tôi xin chia sẻ quý vị chút xíu là chúng tôi thường nói là cái tim của mình nó có 2-3 cái van gì để nó cung cấp máu lên để nó nuôi. Nhưng mà cuối cùng thì nó bít hết rồi, nó chỉ còn một cái tia máu nhỏ thôi, nó để nuôi chứ cái tim này thì bác sĩ không lý giải được. Bác sĩ nói rằng cái người mà nghẹt cái van tim này là phải chết. Lý do gì nó sanh ra một cái tia máu nhỏ này để nó nuôi, để nó đập cái nhịp tim để cho mà thở được sống. Thì bác sĩ không thấy lý giải được và ngồi chẩn đoán mấy ngày trời, cuối cùng không mổ. Vì sao vậy? Vì cái công đức in kinh tạo tượng kéo dài thọ mạng. Cái điều này chúng tôi tin 100%. Và còn nhiều cái chuyện rất là vi diệu. Hôm trước chúng tôi cũng kể sơ cho quý vị là chúng tôi đi vào trong bệnh viện thăm cổ, thì cổ lên tái khám lại. Thì trước khi chúng tôi ra đi về thì cổ nói thưa thầy là dùng cái đầu con cái cho con hết bệnh. Hôm trước chúng tôi kể mà bệnh thì còn cái bệnh cuối cùng là gì? Cái miệng nó cứ đưa qua đưa lại như nhai cái gì. Thì cuối cùng chúng tôi cái thì rời vô một cái xong về nó hết thiệt. Thì kêu do hên xui mây rủi thôi, chứ thầy không có thần thánh gì. Nếu mà thầy có cái đặc biệt mà rờ hết bệnh rồi thôi, nhà thương dẹp hết vô đây thì cứ rờ hết bệnh. Đó. Thì cái nghiệp cổ đến lúc này nó được quá giải cộng với cái hên của chúng tôi. Cho nếu mà nói là hết bệnh lúc trước chúng tôi cũng rờ nhiều lần sẽ nó không hết. Thú thiệt. Mà chúng tôi nói ra điều này không phải là chúng tôi quảng cáo chúng tôi rờ hết bệnh nha. Quý vị đừng có bắt chúng tôi rờ. Nhưng mà lâu lâu gặp rờ một chút cũng được. Thưa quý vị, cái công đức in kinh chỉ có Phật cùng Phật mới biết được thôi. Có nhiều người lý giải là mình in với cái số tiền mình ít quá, cho nên hình ra mình truyền bá không được nhiều. Thì bây giờ mình bán đi rồi mình lấy tiền mình sẽ in ra thì quảng bá nhiều hơn. Nói như vậy thì nghe cũng có lý. Nhưng mà bạn truyền bá nhưng mà nó số lượng nhưng mà nó không có cái công đức. Vì sao vậy? Bây giờ trong kinh nói là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật, chứ không có nói 10 công đức bán kinh tượng Phật. Đúng không ạ? Nhưng những người Phật tử người ta vì mưu sinh cuộc sống người ta bán là cái quyền của họ, chúng ta cũng không chê bai chỉ trích. Hoặc giả trong chùa có những cái phòng phát hành để lấy cái kinh tế đó để lo lại tam bảo, chúng ta cũng hoan hỷ, do đó không chê bai chỉ trích. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói đúng với cái chân lý. Chân lý, chân là chân thật, lý là lẽ. Lẽ thật của Phật muốn nói đó là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Có ít ấn tống ít, có nhiều ấn tống nhiều, và không có thì khỏi ấn tống. Nhưng mà quý vị cứ trải lòng ra làm ấn tống đi, thì từ ít nó thành nhiều. Chúng tôi không phải khoe khoang quý vị, cái bộ kinh Vô Lượng Thọ chúng tôi nghĩ là ấn tống chỉ được 10.000 cuốn là hết rồi. 10.000 cuốn là 300 triệu, đầu tiên là in 30.000 cuốn. Nhưng mà mãi đến hôm nay chúng tôi nhẩm lại hơn 1 triệu cuốn. 1 triệu cuốn nó tầm khoảng 15 tỷ. Thì từ tiền ở đâu? Từ những cái công đức mình ấn tống mà 5 cuốn, 10 cuốn, 1.000 cuốn, 10.000 cuốn, rồi nó sẽ đến 10.000 cuốn và đến và 1 triệu cuốn. Chúng tôi tin điều này. Vì vậy cho nên thành ra cái phòng tại tỉnh Thất Quan Âm từ giờ cho đến mãi mãi về sau vẫn phải để cái bảng là xin tặng miễn phí kinh sách băng đĩa tượng Phật. Có thì tặng, không có thì thôi, chứ không có bán. Đây là lời di chúc của chúng tôi đầu năm Giáp Ngọ 2014. Từ giờ mãi mãi về sau, chúng tôi còn ở đây hay không còn ở đây, không được ai trái lại cái lời này. Vì đây là lời của Phật dạy. Phật dạy là gì? Hôm nay chúng tôi dõng dạc muốn nói điều này là chúng tôi làm từ năm 2007. Nhưng mà xin thưa thú thiệt, trước 2007 nghèo quá, cũng có một cái tủ
bán kinh sách đòi với quán cây cơm chay An Lạc, cái bán riết làm sao lỗ vốn luôn. Thôi từ lúc đó dẹp tiệm không bán nữa, hình như mình không có duyên buôn bán hay sao nha. Rồi thôi giờ bán không được rồi, chó phải không ạ, thì cho là thành công. Lạ. À, có cái tủ sách chút xíu hỏi cô bữa nay có lời được nhiêu, kêu dạ dạ không thấy mang tiền lên mà mình cứ đổ vốn vô riết thôi sập tiệm. Hình như thầy không có duyên buôn bán không có gì hả. Cho nên chúng tôi muốn nói đến cái băng đĩa kinh sách tượng Phật, lời di chúc chúng tôi từ giờ về sau không ai được làm trái phép, điều tặng miễn phí. Đó là cái tâm nguyện của chúng tôi. Và quý vị cứ việc làm đi, rồi cái công đức ấn tống này thù thắng dễ dịu. Quý vị có tin rằng băng đĩa chuẩn bị chúng tôi gửi xuống dập đĩa phá thai này 20.000, và cái đĩa hôm nay là sẽ dập 30.000, và thêm cái đĩa tất niên vừa rồi đó cũng 30.000, là 80.000 đĩa, gần 500 triệu tiền đĩa là đủ rồi, nửa tỷ. Thì quý vị biết cái công đức pháp thí nó thù thắng cỡ nào. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi không thể tưởng tượng được cái công đức thù thắng này. Thôi chúng tôi không dám kể nhiều, kể nhiều đôi khi quý vị kêu chúng tôi khoe khoang. Chứ thực sự mà nói là cái công đức pháp thí này nó thù thắng. Vì sao mình nghèo? Bởi vì mình không có bố thí. Mà bố thí gì thù thắng nhất? Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, ái diệt hết khổ đau. Lời Phật nói, lời nào của Phật nói chúng tôi có nói của Phật nha, lời nào của tổ là nói của tổ nha, lời nào của thầy Giác Nhàn là nói của thầy Giác Nhàn nha, rõ ràng. Tức là Phật nói là tâm trong tất cả bố thí cơm áo gạo tiền xe cộ nhà cửa là ngoại tài, cho đến nội tài là thân mạng này cũng không bằng pháp thí. Một cuốn kinh, một cuốn sách mà là chân lý lời Phật dạy đem cho một người, người thứ nhất nhận rồi tặng cho người thứ hai tặng cho người thứ ba tặng cho người thứ 50, thì bạn được 50 phần. Và bạn in 1 triệu cuốn là được 1 triệu phần công đức. Công đức này sẽ gì? Sẽ tiêu tội. Nghe cho kỹ nè. Công đức này nó sẽ tiêu tội của quá khứ nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. 10 công đức in kinh tượng Phật có nói rằng người in kinh ấn tống băng đĩa kinh sách tượng Phật thì có công đức quá giải nghiệp của quá khứ nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Đúng, bà cụ này lúc gần ra đi cho nên thấy cái thế giới vô hình khủng khiếp, thấy chặt đầu phun máu. Bữa nào ăn cơm cũng thấy một người ngồi trên bàn cơm trước, khủng khiếp. Mà thường những người mà thấy cái trạng thái vô hình này, theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói là ông bà chuẩn bị dắt đi, thọ mạng chuẩn bị hết. Có những lúc mà thân bằng quyến thuộc họ đến, và có những lúc các vị vô hình giả thân bằng quyến thuộc để dắt đi. Điều này Hòa Thượng nói trong đĩa chúng tôi nghe rất rõ. Nhưng nhờ gia đình chính tay cô này, cô hoa tâm lên cầm 100 triệu in kinh phóng sanh, thì cô thành tâm cổ cúng. Rồi từ từ bệnh quá giải, không thấy thế giới vô hình đó, mà thấy cái tượng Phật A Di Đà từ bên trong bước ra. Từ lúc đó là thấy cảnh giới vô hình mất luôn. Rồi cuối cùng miệng bữa nay không còn đưa qua đưa lại. Lúc trước phải làm duyên thầy xuống với cái thầy khỏe không thầy. Người ta làm duyên thì uống nhẹ nhẹ thôi, cho uống quá cỡ, uống cái miệng nó quá cỡ mà đánh qua đánh lại. Thầy nói niệm Phật sẽ hết. Mấy con đứa con nói cái miệng mà nó không đưa cái tim nó không nhịp, cho nên thành ra là chết. Nhưng bây giờ cái miệng không đưa cái tim cũng nhịp chứ đâu sao. Hay, cái công đức này nó thù thắng. Hôm nay không phải quảng cáo mà đây là người thiệt việc thiệt. Vì vậy cho nên thành ra cái công đức in kinh mà đầu năm hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị là khi chúng ta bỏ tiền ra để in kinh là chúng ta được tài thí. Cho người ta tụng kinh vô lượng thọ, người ta biết được 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, người ta biết cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, gọi là pháp thí. Và người ta không sợ chết nữa, không sợ đau, không sợ bệnh nữa, vì mình đủ thiện căn phước đức nhân duyên, cứ thành tâm mà làm, thì khi bỏ báo thân này Phật đức về Tây Phương cực lạc, không sợ chết, gọi là vô ý thí, thù thắng. Ở đây chúng tôi cũng xin tán dương một vị Phật tử.
Lúc trước thì đến ngày sinh nhật, đến ngày vui á, là ăn uống vui chơi, mời ca sĩ về hát rồi sát sanh ăn mặn. Nhưng hôm nay đến cái ngày vui, gọi điện lên thưa Thầy, con xin phát tâm cúng dường 5.000 cuốn kinh. Và con cúng dường 5.000 cuốn kinh cho con xin lại ít cuốn con tặng cho người ta. Cái chỗ này là cái chỗ hay mà. Cho con xin ít cuốn thôi, Thầy phát giùm con. Hôm nay cũng có mặt ở trong này. Và khi phát tâm cúng dường 5.000 cuốn thì chúng tôi thường là phải in thêm. Cổ in khoảng 5.000 cuốn mà chúng tôi đặt thêm 10.000 cuốn đó, thì người ta in rẻ hơn. Thường là khoảng 18.000 một cuốn đó, thì in 5.000 cuốn mà 16.000, 15.000 thành 10.000 cuốn. Thì chúng tôi cũng hùng theo để in thành thêm. Thì gia đình của cô Như này lúc trước thì cũng chưa hiểu đạo lắm, hay đi coi phong thủy thầy bói dữ lắm. Dạo gần lại đây thì tin tưởng, kêu bây giờ con không coi phong thủy, không coi thầy bói vậy rồi có gì không? Kêu lên thầy bói cho, bói quẻ chấm liền. Bói làm sao? Đầu năm có ai đến xin thầy bói quẻ không? Chúng tôi nhớ hôm trước đi qua Trung Quốc, ngồi cứ sốc. Rút ra nhìn, ô tốt quá, xong tốt, mừng. Rút ra cái, ô xong xấu. Như vậy là do cái xâm hay là do nhân quả? Nếu mà do xâm á thì phi nhân quả, Phật nói sai, lời Phật sai. Dẫu cho xâm đó linh hiển, nó cũng nói lại nhân quả. Lỡ cái xâm đó nó nói đúng đi, nó cũng nói lại nhân quả. Xâm nó nói rằng là năm nay về tiền tài của bạn thất thoát, thì nhân quả Phật nói bạn không bố thí tài cho nên bạn làm ăn bạn thất thoát. Chúng ta tin điều này. Rồi cái xâm nó nói năm nay bạn bị bệnh hoạn gặp tai nạn là do bạn ăn thịt chúng sanh, bạn sát sanh thì bạn phải gặp thôi chứ. Chẳng ở nào. Đúng không ạ? Cái nhân quả nhà Phật nó rất là tuyệt, rất là tuyệt. Thì khi mình hiểu được nhân quả mình còn lắc nữa không? Khỏi lắc. Ta làm đúng với nhân quả. Ta làm, ta trồng nhân lành, ta gặt quả lành, mà ta trồng nhân ác mà đi gặp, lỡ mà nó rớt ra cây sâm tốt, bạn cũng không hưởng được cái đó. Đó là nó nằm hên xui rồi. Hay lắm. Cho nên thành ra chúng tôi, đến hôm nay chúng tôi tin nhân quả. Vì vậy cho nên thành ra là đầu năm quý vị về để xin sâm, xin quẻ. Đầu năm quý vị về để mà quý vị cúng sao, cúng hạt. Thì nghe thầy đó rút ra cái sao La Hầu, là nam La Hầu, nữ cái đô, là xấu rồi. Thì thôi giờ con xin cúng cái sao này cho nó hết cái xấu của con. Thầy ghi tên xong thầy cúng. Ôi rồi xong rồi, hết sao xấu rồi. Đâu phải dễ vậy. Cái sao đó là cái tên của nghiệp lực. Sao La Hầu, sao cái đô đó là cái nghiệp xấu gọi là hắc nghiệp. Mà sao Mộc Đức, sao Thái Dương đó là bạch nghiệp, là nghiệp thiện. Mà nghiệp thiện này có phải cái sao đem đến cho mình hay là tự mình làm? Nếu cái sao đem đến á, thì phi nhân quả, phi lời Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Đấy, cái tâm mình tạo ra cái nhân xấu thì bạn gặp sao xấu. Năm nào cũng xấu hết trơn nè. Vì nhân quả xấu nó cái chỗ ra liền liền. Như vậy hôm nay chúng ta tới cúng, có cúng không? Quý thầy kêu, cúng sao nha con? Dạ, thầy ghi tên cho con đi, Thích Giác Nhàn, cúng sao? Rồi, cúng tiền vô, bó nhang, bó bông gì đó, cũng không sao hết, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà đừng có nói như vậy là xong. Quý vị, quý thầy vì phương tiện, mà quý vị có nhu cầu cho nên quý thầy đáp ứng nhu cầu, chứ không phải chúng tôi bác quý thầy cúng sao, bác ở Quýnh Phù Mỏ à. Bởi vì sao vậy? Vừa mình dẫn họ vào trong đạo, rồi từ cái mê tín cho họ đi đến chánh tín. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị đi thẳng vô con đường chánh tín, tức là tin Phật, tin nhân quả. Cho nên chúng ta tùy duyên vẫn cúng. Nhưng đừng có nghĩ tôi cúng cái sao La Hầu rồi 12 cây đèn gì đó tối ra ngoài trời thắp là xong, giải quyết được cái nghiệp. Chúng tôi bảo đảm quý vị không giải quyết nổi. Muốn giải quyết thì sao? Lấy công đức để giải quyết. Công đức gì? Công đức in kinh.
Điều này chúng ta nói không phải là áp đặt, mà chúng ta nói đây là lời Phật dạy. Lấy công đức hóa giải nghiệp lực, gọi là đức năng thắng số. Đúng không? Đúng quá chứ nữa. Vì sao mình không có công đức? Bởi vì mình không chịu làm. Thì làm gì có công đức để mà hóa giải được nghiệp tiền khiên túc trái? Đây. Thì như vậy hôm nay chúng ta về có 15.000 cúng dường cúng kinh, có 5.000 cúng dường phóng sanh, không có tiền đứng tùy hỷ vỗ tay niệm Phật cũng có công đức tùy hỷ. Lấy công đức phóng sanh, lấy công đức in kinh, lấy công đức niệm Phật hóa giải nghiệp, được không? Được. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta tâm đắc. Rõ ràng với chân lý của Phật dạy. Phật nói 10 công đức mà đức năng thắng số, đức có thể giải quyết được những cái nghiệp tiền khiên túc trái. Mà trong kinh Đại Tập nói 10 công đức Ấn Tống Kinh Tượng Phật là nghiệp của quá khứ xấu ác nặng thành nhẹ, nhẹ biết mất. Tin điều này. Rõ ràng chân lý chúng ta phải đi đúng đường, trong thời lành hoành 20-30 năm hết cuộc đời vẫn là đi trong mê tín. Và công đức tụng kinh. Ấn Quang Đại Sư nói trong cái cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục mà chúng tôi đang in để phát, in cũng gần 30.000, 40.000 cuốn rồi, tiếp tục chúng tôi sẽ in nữa. Ngài nói rằng, lắng nghe nè, hành giả tịnh độ đừng nghĩ rằng tụng một bộ kinh mà không bằng tụng nhiều kinh. Nghe rõ. Hôm nay chúng tôi không có thời gian đọc cho quý vị nghe. Quý vị về ai chưa có trong đó chúng tôi tặng cái cuốn này. Quý vị đọc Ấn Quang Đại Sư nói. Nghĩa là trong tịnh độ Ngài khuyên tụng 3 bộ kinh: Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác mà quý vị đang tụng nè. Cuốn thứ hai đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ mà Phật nói cho bà Vi Đề Hy. Và cuốn kinh thứ ba đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Đây là 3 cuốn kinh để dành cho hành giả tụng. Và có thể mình rút ngắn lại tụng một cuốn cũng được. Như pháo hội chúng tôi tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ 6 năm nay, nay bước sang năm thứ 7. Thì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói: ai mà thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết bộ kinh này 3 năm có kết quả. Đúng, lời Hòa Thượng Chuyên Không Phả Sư nói đúng. 3 năm từ 2007 đến 2010 bắt đầu gì? Đơm bông cách trái, Phật tử bắt đầu hưởng ứng bộ kinh này. Rồi bắt đầu Phật tử vân tập về tại Pháp hội. Số lượng người bắt đầu tăng vọt lên. Từ 2007 năm bà cụ cho đến 2010 là 500 người thường xuyên đến luôn. Và hiện tại bây giờ là 1.000 người thường xuyên ở đây. Cái đây là cái thành tựu chứ không phải là xây chùa cao Phật lớn mà thành tựu đối với chúng tôi. Mà cái thành tựu ở đây là những người con Phật tin một bộ kinh mà về đây tụng để mà giảng sanh. Thì coi như cái này là chúng tôi thấy thành tựu. Coi như điều này chúng tôi thấy thành tựu. Còn nếu mà xây cho chùa cao Phật lớn quá đi nữa mà lạnh tanh như chùa Bà Đanh thì cũng bằng không. Đúng không? Vì vậy cho nên thành ra cái tụng một cái bộ kinh này chúng tôi mơ ước thành một cái pháp hội giống như bên Tịnh Tông mà họ tụng lần 10,000 người. Thì cuối cùng mơ ước được thành tựu là tụng được cái bộ kinh Vô Lượng Thọ tại nơi Đại Tùng Lâm, nhân cái ngày mà 3 năm Đại Tường thân phụ chúng tôi cúng dường Thiên Tăng là 1.000 vị tăng. Thượng Tọa Thích Chí Thốt từ bên Canada về tụng hết cái bộ kinh này, coi như là phổ biến khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên cũng chưa mãn nguyện lắm, là dưới đó nóng quá cho nên thành ra Thượng Tọa tụng nửa bộ, xong rồi bắt đầu hôm sau tụng nửa bộ nữa. Cho nên hai cái đoạn kinh từ phẩm thứ 1 đến phẩm 24 nó không có liền mạch một cái âm thanh tụng đến phẩm 25 và hết luôn. Cho nên chúng tôi cũng vẫn còn mơ ước một lần nào đó sẽ tụng tiếp tại pháp hội mình. Thì tự nhiên Thượng Tọa lại đi về Việt Nam, rồi chúng tôi lại thỉnh được Thượng Tọa lên trên này. Vừa rồi Ví Di Đà năm nay, năm vừa rồi 2013 đã tụng hết một bộ kinh mà chúng tôi dựng chuẩn bị xong cái đĩa này. Liền mạch rất hay, rất tuyệt. Bữa đó đủ kiểu ngồi tụng, người ngồi trong gốc cây, người ngồi ở dưới bãi đất, người ngồi ở ngoài sân, ngoài nắng, tội nghiệp. Quay cái cảnh rất hay. Cái đĩa này chúng tôi sẽ sắp xếp dập 30.000 đĩa để tặng cho quý vị. Nó chỉ trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng 15 phút vừa đủ một cái đĩa DVD. À, nhưng mà quý vị mà muốn coi cái cảnh mà tụng kinh Thượng Tọa Thích Chí Thốt mà đẹp á, là quý vị về mua cái tivi khoảng 65 inch, đẹp lắm.
Cái loại mà xanh xung mà siêu phẳng á, khoảng 100 triệu một cái. Bởi vậy mà để lên một cái là nhìn thường tọ thôi, cho lung linh huyền ảo. Vừa rồi có gia đình của cô Phật tử ở Việt Trì, mẹ con đều là bác sĩ, và cô này lúc trước cũng có nạo thai. Khi nghe đến Phật Pháp giật mình, chuyển đổi ngành bác sĩ liền, không dám làm khoa sản nạo thai nữa. Và trong nhà họ thiết đặt bàn thờ rất đẹp. Rất đẹp đây không phải là cái tượng vài chục triệu, vài trăm triệu đâu, mà chúng tôi thấy họ theo cái lời của chúng tôi, đó là họ để một cái tivi bên cạnh để mở những cái đĩa, những cái băng tụng kinh để cho các vị hương linh xem, về hương linh nghe. Điều gì chúng tôi thấy rất là đặc biệt. Cứ mùng 1 Tết là gia đình kéo vào trong này để ăn Tết, và mãi hôm nay vẫn còn. Chiều hôm nay họ xong rồi họ sẽ bay về lại Phú Thọ, Việt Trì. Chúng tôi cũng rất là tán dương, đầu năm quý vị có thể về thiết đặt lại cái bàn thờ của mình, để một cái tivi trên đó, mở băng, mở đĩa, thỉnh thoảng mình lên mình ngồi nghe và mình thắp nhang, rồi mình để cho các vị hương linh họ nghe những cái băng thuyết pháp. Và còn một số cái vị hương linh họ được nghe đĩa chúng tôi mà họ xin lên đây vì mình nói họ nghe. Họ nói mình không nghe cho mình nói họ nghe. Đó là cái điều chúng tôi nên khuyên quý vị, mình không tụng kinh được thì thỉnh thường tọa chí thoát lên bàn thờ tụng kinh. Ông mà nghe cái này ông tưởng mình kêu chủ cũng chết, cái quýnh phù mỏ. Thỉnh lên bàn thờ. Lấy cái đĩa để lên trên tivi, mở ngay phòng thờ, nói cho rõ cho để ông kêu xong ông chủ ẻo tôi lên bàn thờ cái chết. Quý thầy không nghĩ chuyện đó rồi phải không? Thì quý vị sẽ nhận được cái đĩa này, hoặc giả mở MP3 cũng được. Mở cho trong gia đình mình có tiếng kinh tiếng kệ. Cái thất của chúng tôi khi đi là chúng tôi dặn cái băng niệm Phật, cái tiếng niệm Phật. Chúng tôi khoái cái tiếng ở bên Đài Loan A Di Đà Phật, mà niệm gần như là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật rất là hay. Về thấy cái áo cúc, cái cốc của cái thất của mình nó ấm cúng lại liền. Đó là cái điều mà chúng tôi nói xuyên qua cái vấn đề tụng kinh, để cho quý vị nắm rõ một chút xíu. Và đặc biệt hành giả tịnh độ ít nhất là sáng tụng phẩm thứ 6, chiều 32 đến 37. Đó là điều ít nhất, không nên bỏ bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Vì tiêu chuẩn của Hòa Thượng Tịnh Không vẫn là một ngày 3 bộ. Và bạn tụng 3 năm liền 3.000 bộ thì khả dĩ bạn mới thâm nhập được cái bộ kinh này. Nhưng một ngày 3 bộ chắc là không có thời gian, 6 tiếng đồng hồ chắc là không có thời gian. Thì một ngày 1 bộ cũng được. Một ngày 1 bộ thì mất bao nhiêu năm? 9 năm. Thôi cộng trừ nhân chi những ngày ăn đám cưới, những ngày đóng giỗ rồi nữa là thôi suốt đời đi. Theo như chúng tôi thấy, một bộ kinh mà quý vị tụng mà năng tụng là mình, sở tụng là kinh tánh không thịt, thì cảnh giới cực lạc xuất hiện. Và một bộ kinh này mình tính giải hành chứng một bộ kinh này, thì kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Biểu Tích và Tam Tạng kinh điển coi như quý vị mở được chìa khóa. Vì sao? Vì khi quý vị thâm nhập được bộ kinh Vô Lượng Thọ rồi thì quý vị ngộ được tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, bằng với Thiền Tông là ngộ được bản lai diện mục, và coi như quý vị mở được cánh cửa của Phật Pháp, nhập vào tông của Tịnh Độ rồi. Mà đã nhập vào tông của Tịnh Độ thì ngang bằng với tông của Thiền Tông và Mật Tông, và tất cả 12 tông phái chúng ta đã đi vào cửa rồi. Nhưng để quý vị đi lần mò hết bên cái phần giáo á, tức là giáo lý, mà quý vị đi học hết 12 phần giáo để nhập vào 12 tông chỉ á, thì quý vị không có thời gian. Đọc còn không có thời gian, đã hết đời rồi chứ đừng có nói tu. Vì vậy cho nên chúng ta đi con đường chỉ thâm nhập vào một môn, buông xuống vạn duyên, đó là pháp môn Tịnh Độ. Lão thật niệm Phật, khi quý vị niệm lâu ngày ngộ được tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, bằng với Thiền Tông là ngộ bản lai diện mục. Lâu ngày là bao nhiêu năm? Cỡ như quý vị khoảng 30 năm đó. Chúng tôi cũng phải 30 năm cho suốt đời. Chứ còn hôm nay niệm Phật, mai trì chú, mốt ngồi thiền. Ngồi thiền nghĩa là khi trở về thể tánh thanh tịnh là thôi không niệm Phật nữa. Khi nào trở về thể tánh thanh tịnh? Khi quý vị vãng sanh ở trong hoa sen, mà hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, lúc này mới xong nha. Chứ ở cõi này nó thối chuyển. Vì vậy cho nên thành ra có một số Phật tử về nói: thưa thầy, các chùa khác đầu năm có lập đàn dược sư, chùa thầy có lập đàn dược sư không? Thì chúng tôi trả lời sao? Kinh Vô Lượng Thọ cũng cầu an nữa. Vì sao? Tụng kinh Vô Lượng Thọ lâu ngày thọ mạng kéo dài là cầu an.
Vì trong tất cả các vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng tiền bạc, vô lượng của cải không bằng vô lượng thọ. Bởi vì bạn không có tuổi thọ, bạn chết sớm sao bạn hưởng được, đúng không ạ? Mà thọ của tụng kinh vô lượng thọ là gì? Là thọ mạng kéo dài mà không bệnh hoạn. Ấy, chỗ này nó mới thích chứ. Phải không? Mà thọ mạng kéo dài không bệnh hoạn thì quý vị mới hưởng được chứ. Dầu quý vị không có của, quý vị cũng hưởng được sự thanh bình, an lành. Cho nên thành ra ở đây lập đàn vô lượng thọ, mà không phải đầu năm mới tụng mà tụng suốt năm. Tụng chừng nào mà về tới cực lạc để được vô lượng thọ thì thôi. Phải tu cỡ thì phải tu như rứa. Đó, thì con nghe cái con thấy thoải mái liền. Như vậy hôm nay chúng ta về ở đây chúng ta tụng kinh vô lượng thọ, và cái đàn này lập mãi, lập đến chừng hành giả vãng sanh luôn. Đàn này kiên cố. Vì vậy cho nên thành ra chúng ta không phải là không lập đàn vô lượng, không lập đàn dược sư mà gọi rằng bác. Không, không bác. Quý thầy lập đàn vô lượng tụng dược sư cũng tốt lắm, cúng đèn dược sư cũng tốt lắm. Tất cả cái đó, kinh đó cũng cổ Phật nói. Nhưng chúng ta đi cửa nào? Một cửa thôi. Cửa vào tịnh độ. Muốn tiến vào vòng tay của Phật A Di Đà thì chúng ta phải thâm nhập một môn, một bộ kinh này mà tụng cho trường kỳ huân tu, trường thời huân tu, và một danh hiệu A Di Đà Phật niệm tới cùng. Hôm nay chúng tôi xin phổ biến cái chuyện nghe pháp, nghe kinh của cô Lưu Tố Vân. Vừa rồi chúng tôi nghe cái đĩa Hòa Thượng Tịnh Không tán thán bà Lưu Tố Vân. Bà chỉ tụng có một cuốn kinh vô lượng thọ và nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh vô lượng thọ lần thứ 10, bà nghe 10 năm. Hôm nay bà đạt được cái trình độ gọi rằng là vô lượng thọ tam muội rồi. Tam là chánh, muội là định. Bà đạt được cái chánh định trong bộ kinh vô lượng thọ. Bà hiểu được lý nghĩa do 10 năm bà chỉ nghe được một bộ kinh này. Như đĩa số 1 là bà nghe 10 lần, xong bà bắt đầu mới nghe đĩa số 2. Coi như bà thâm nhập bộ kinh mà các chùa mời bà đi giảng vô lượng thọ luôn. Một đời bà chỉ có 10 năm ở thành tựu. Còn coi chừng quý vị đi lòng vòng 30 năm không thành tựu. Vì căn lành bạn thấp kém, nghiệp chướng sâu dày, mà bạn đi nhiều pháp môn quá, không đủ thời gian cho bạn. Cho chúng tôi nói thật là không phải chê những pháp môn khác ngang. Đôi khi nhiều lúc Phật tử rất quý về cái cách thuyết trình và cái lối tu của Ấn Quang Đại Sư mà chúng tôi đang áp dụng. Cho nên thành ra một số quý thầy quý sư cô dị ứng là xưa nay sáng Lăng Nghiêm rồi tối Di Đà, và hàng ngày phải tụng pháp hoa hoặc dược sư hoặc lương hoàng, đầu năm phải tụng dược sư, tức là tụng nhiều kinh nó mới vui. Phật tử thích bộ kinh nào quý thầy chiều bộ kinh đó. Đó là cái lối tu chúng ta không bác, quý thầy cứ việc tu. Nhưng mà cái lối tu của Ấn Quang là nói rằng một bộ kinh cứ việc tụng, đừng nói một bộ kinh tụng mà không tụng không bằng nhiều bộ. Và bạn tụng nhiều bộ để bạn ngộ một bộ kinh rất khó, mà bạn tụng một bộ kinh để ngộ một bộ kinh, nhập một bộ kinh, chứng một bộ kinh, gọi là khai thị ngộ nhập Phật trí kiến trong bộ kinh này, thì tất cả các bộ kinh khác bạn đều khai thị được hết. Chỗ này là con đường tắt mà 30 năm chúng tôi lầm vòng lẩn quẩn lầm mò đi tìm. Hồi trước chúng tôi cũng là hành giả pháp hoa, suốt đời nguyện tụng pháp hoa. Nhưng hôm nay mình không tụng pháp hoa, mình tụng vô lượng thọ, mình có mang tội không? Phật có bác không? Phật nào bác? Mình nhắm mình không đủ sức thì thôi. Có nhiều người từ trước giờ con trì đại bi, hôm nay con bỏ đại bi, con có mang tội không? Làm gì mang tội? Cái pháp của Phật tu là có, không tu rồi thôi, đừng có hỷ bán à. Hỷ bán mới mang tội à. Chứ không hỷ bán làm sao mang tội? Cho nên chúng ta không được, không hiểu được cái tội từ tâm khởi. Cái tâm chúng ta khởi ra hỷ bán bộ kinh đó, gọi là hỷ bán pháp, nặng hơn hỷ bán Phật. Cũng như có nhiều người hỷ bán về pháp môn tịnh độ, kêu những người tu về pháp môn tịnh độ là tu chờ chết, ngáp ngáp để giảng sanh. Cái người đó còn ăn không ngồi rồi, chờ về cực lạc để hưởng nhàn. Không phải, đừng nói vậy, đọa thục lưỡi chứ. Không hiểu gì chút gì tịnh độ. Cái tịnh độ ở đây là muốn về cực lạc là phải hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp, thọ trì tam quy, gìn giữ cấm giới, bất phạm oai nghi. Đâu phải là đơn giản đâu. Gọi là tam phước nha, mới có hai phước thôi. Phước thứ ba là tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khiến tấn hành giả để vãng sanh cực lạc. Thì quý vị nghe bao nhiêu đó thôi là có phải ăn không ngồi rồi không? Có phải thụ động không? Không có. Không có đâu. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đầu năm chúng tôi mở màn để cho quý vị thấy được cái quy trình mà chúng tôi vẫn đeo đuổi, đó là in kinh, in tượng, in đĩa tặng miễn phí, rồi đọc một bộ kinh trường kỳ huân tu,
lạy một Phật, niệm một danh hiệu Phật. Sáng hôm nay 1 giờ chúng tôi thức dậy, chúng tôi nghĩ là hôm nay đạo tràng đông. Và cái sự kiện mà có một cái vị hòa thượng Thích Thiện Quang làm cho chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Vậy 1 giờ thì cái lối tu của chúng tôi vẫn là niệm Phật thầm nhép môi, không bỏ lối tu này. Đêm hôm qua cũng hơn 9 giờ ngủ, thì 1 giờ thì nó được chưa đến 4 tiếng. Bây giờ bật người ngồi dậy cái nhìn qua đồng hồ kêu mới có 1 giờ, nằm chút nữa đi. Cái thôi nằm cái gì nữa, dậy đi. Cái nó ngồi dậy, vẫn còn nhắm mắt. Niệm chậm, mở con. Lúc đó thì nó cũng còn hơi say giấc men ngọng. Rồi mở hai con. Mà đặc biệt cái chỗ này, niệm khoảng 15 phút cái con mắt nó sáng quắc. Vì sao nó sáng vậy? Vì có định cho nên thành ra nhìn nó có cái chiều sâu. Điện bên phòng Phật mở, mờ mờ thôi. Mà lúc trước thức dậy là phải bật đèn ở trong phòng ngủ lên á. Thì chúng tôi thường ngủ là không có để đèn ngủ, nó sáng sáng khó ngủ, với hai nó sợ tốn điện. Cho nên không có bật đèn ngủ. Mà gì? Tối thôi à. Ở bên phòng Phật nó hơi sáng sáng chá qua chút xíu, nhưng mà phải bật điện mới thức dậy đi được. Nhưng mà khỏi bật điện đi ào ào. Vì sao vậy? Mắt nó sáng mà. Thì lúc đó chúng tôi mới thấy bà cụ chúng tôi, lúc mà bà cụ còn ở phía trên cũng khu chiên tu á, mà tối mà ngồi bà làm việc mà mình vô không thấy đường mà bà làm được. Con mắt bà sáng quắc à. Hỏi ổ bà cụ không bật điện sao thấy đường? Mới kêu nè sao không thấy. Lạ. Cho đến con người niệm Phật đắc thiên nhãn, đắc pháp nhãn, đắc Phật nhãn. Thiên nhãn thôi là vách tường này là không bị chướng ngại rồi, nhìn xuyên tường được rồi. Như vậy cái người đắc thiên nhãn là cái con mắt mình nó có khả năng để nhìn tam thiên đại thiên thế giới, gọi là thần thông, gọi là thiên nhãn thông. Ghê chưa? Nhưng bây giờ nó bị bệnh rồi, nó chướng ngại rồi, nhìn cách vách nhìn không được. Và niệm Phật đến lúc tai thông nghe rất xa, nhiều lúc ngồi dưới này mà nghe mấy chú nói trên đó là gì? Bắt đầu cái tai nó phát diệu. Khi đi sâu vào định thì lục căn phát diệu, mắt tai mũi lưỡi thân ý phát diệu. Phát diệu đó gọi là lục thông. Còn năm đứa nhỏ nó bám Ngài Di Lặc mà mình, mà Ngài Di Lặc bực bội, không hoan hỷ, cười hì 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 hì, thì gọi là lục tặc. Nhưng Ngài Di Lặc thì cười hoan hỷ, cho nên Ngài đắc lục thông. Quý vị biết cái ngày mùng 1 là cái ngày vía của Bồ Tát Di Lặc. Ngài đang ở cõi trời Đâu Xuất. Một ngày một đêm ở cõi trời Đâu Xuất bằng 400 năm như này. Càng vui thì thời gian nó nhanh, mà càng khổ thì thời gian kéo dài. Đây trong kinh nói. Thì như vậy hôm nay chúng ta gìn giữ một danh hiệu A Di Đà Phật, niệm miệng niệm tai nghe tâm nhớ tưởng liên tục lâu ngày, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Cái chuyện này không phải khó, mà điều chúng ta không chăm chỉ thường xuyên thôi. Cho nên thành ra Ấn Quang Đại Sư mới nói rằng là bạn mà để đạt được cái niệm Phật tam bụi, tâm Phật nhất như á, thì bạn phải từ nay cái miệng mà bạn niệm ra tiếng thầm hoặc lớn tiếng, bạn nghe lại cho rõ ràng từng chữ từng câu, tắc bạch phân minh. Vì sao? Vì khi người ta khiên một vật, người ta phải dùng cái tiếng hò reo. Hư, một, hai, ba, lên. Ý Ấn Quang muốn nói là tiếng hò reo. Cái tiếng hò reo đó tạo cho mình một cái sức trong tư tưởng. Cũng vậy, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc thầm 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 niệm hoài thì nó tạo thành cái lực. Chiều hôm qua thì cũng không có ăn, không có uống sữa, không có ăn yến gì hết. Bởi vì buổi chiều chúng tôi để cho nó nhẹ cái bụng,
mà lạ, mỗi lần buổi chiều mà không ăn uống một cái gì luôn á, mà tối mà mình niệm Phật cho nó được liên tục á, thì trong giấc ngủ không có giấc mộng, không có thấy mộng, và ngủ thức dậy rất sớm và rất tỉnh. Nghe chỗ này, nghĩa là khi ban đêm mà ăn ít hoặc giả không ăn, hơi đói một chút thôi, nhưng mà khoảng 8 giờ nó hơi đói, cái niệm Phật cái nó qua cơn đói, lấy cái buổi ăn này hồi hướng cho chúng sanh. Và ban đêm ngủ rất ít mà tỉnh, không có giấc mộng, không có mộng, ác mộng, không thấy mộng, thì cái người mà niệm Phật trước khi ngủ thì trong giấc ngủ rất bình an. Và thêm gì nữa, ngủ rất ít mà khỏe. Hay ngay chỗ này. Và nếu người này hàng ngày niệm Phật nhiều thì lúc lâm chung cận tử nghiệp thì người này cũng sẽ nhẹ nhàng ra đi, vì cận tử nghiệp nó ná như giấc mộng. Nghe chỗ này. Cận tử nghiệp tức là mình không có làm chủ được cái nghiệp nó làm chủ. Mà nếu cái nghiệp niệm Phật mà tịnh nghiệp mạnh á, có ưu thế á, thì cái tịnh nghiệp này sẽ dắt quý vị về cực lạc. Còn nếu mà tịnh nghiệp ham ăn mê ngủ, tham tài sắc danh thực thì á, thì cái nghiệp này nặng, nó sẽ dắt quý vị đi vào trong lục đạo luân hồi. Chỗ này là cái chỗ thâm thúy này, lắng nghe nha, cái này là tuyệt chiêu á. Vì sao người ta nói cận tử nghiệp? Cận là gần, tử là gần chết. Gần chết cái nghiệp này nó làm chủ. Nếu mà của cải chia cho con cái chưa xong, bất đắc kỳ tử nó tới đột ngột thọ mạng hết, thì sao? Làm chó dữ dàng. Không phải đầu năm nói chuyện xui xẻo nha, mà cái chuyện này là nó sẽ đến với bạn bất kỳ lúc nào. Vì vì bạn chưa đắc được túc mạng thông thì bạn đâu biết đời trước bạn là gì, làm gì và sanh ra đây. Và bạn chưa bắt đắc được túc mạng thông cho nên bạn chưa biết thời gian thọ mạng bạn còn bao nhiêu và sanh đi đâu, chưa biết, vẫn là mờ mờ mịt mịt, thì nó sẽ đến bất kỳ lúc nào. Nếu bạn không giải quyết cho gọn gàng công việc và không có cái vốn để bạn mang qua bên kia bạn xài, thì coi như là hai bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng nhưng mà vẫn mang theo nghiệp ác à. Nghiệp thiện mang theo không được. Con cái mình không biết làm cho mình, lúc đó mình tới mình cầu khẩn cho họ. Hôm qua Hòa Thượng Thích Thiện Quang nói: anh Hùng ơi, cảm ơn anh lắm, nghe anh Hùng, anh cúng dường trai tăng dùm nghe anh Hùng, tôi đọa địa ngục rồi anh Hùng ơi. Nói nghe đứt ruột đứt gan. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi thông báo với quý vị là cái pháp môn niệm Phật này, sở dĩ hôm nay mà quý vị ngồi chăm chú lắng nghe, tin tưởng cái pháp môn này, thì nhiều đời quý vị đã có gieo trồng thiện căn, gặp Phật cúng dường, tin tưởng pháp môn này rồi, hôm nay quý vị mới ngồi nghe. Bây giờ cảnh giới cực lạc không thấy mà tin, Đức Phật A Di Đà không thấy mà tin, cái chuyện này là nó không có hiện minh chứng một cách hiện sinh, minh chứng một cách khoa học. Nhưng mà chúng ta không thấy mà tin, tin qua nghe, nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Vô Lượng Thọ tại núi Kỳ Xà Quạt, nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà tại Kỳ Viên Tịnh Xá, tin qua nghe. Chúng ta không đủ trình độ tin qua thấy, sao nhìn thấy cực lạc? Cách đây 10 muôn ức cõi mà. Nhưng mà 10 muôn ức cõi đó trong một niệm, niệm đó là niệm chánh giác, niệm đó là niệm chân thành, niệm đó là niệm từ bi, niệm đó là niệm trí tuệ, gọi là chân thành thanh tịnh, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật, thì ngay lúc đó bạn sẽ thấy cảnh giới cực lạc trước mắt luôn. Vì sao bạn không thấy? Bị gì? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước nó làm chướng ngại. Mà muốn phá được cái thành lũy của phân biệt chấp trước, của phiền não này, thì bạn ngoan ngoãn cứ dùng một danh hiệu A Di Đà Phật đi, lâu ngày phiền não đó nó sẽ tự rơi rụng, không trừ mà tự tiêu, không trừ mà tự tiêu, và không còn chứng tam muội mà tự chứng. Chứng hồi nào không hay, lạ kỳ, pháp môn tịnh độ lạ kỳ. Cho nên cái lối của chúng tôi thích nhất vẫn là vừa niệm thầm vừa lại, tụng một phẩm kinh thứ 6 xong bắt đầu. Từ 1 giờ khuya đến 5 giờ rưỡi sáng mà không mệt. Lạ, công nhận cái cách này lạ. Chứ nếu một mình chúng tôi mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì coi như cái cách này là cổ đại chúng thì được. Chứ nếu mà áp dụng một mình quý vị, một mình ở nhà, thì cái âm thanh của mình không có nhiều người ta tiếp hơn, người ta kéo, là coi như là khang cổ, coi như là mệt.
Nhưng mà cứ lại chậm chậm mà cứ vừa lạy vừa niệm, vừa lạy vừa niệm. Thời gian kéo từ 1 giờ đến 5 giờ rưỡi hay nào không hay? Nhưng hôm nay chúng ta muốn phổ biến lại cái cách niệm Phật thầm nhép môi này, quý vị nên áp dụng. Và thưa quý vị, cái đường hướng chúng tôi tu vẫn y cứ theo lời của Tổ Ấn Quang. Vì vậy cho nên thành ra cái hướng của Tổ Ấn Quang vẫn là thâm nhập một môn trường thời hung tu. Tụng một kinh, niệm một Phật, lạy một Phật và về một cảnh giới. Đó là đường hướng của Ấn Quang Đại Sư mà Ngài đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là được sự chân truyền của Ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam là đệ tử duy nhất cư sĩ của Ấn Quang Đại Sư. Và chúng tôi nghĩ chắc là Hòa Thượng Tịnh Không cũng là một vị tổ thứ 14 thôi. Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 rồi. Là một vị còn bằng xương bằng thịt còn sống. Chúng tôi tin tưởng hai vị lão sư này. Vì vậy cho nên thành ra quý vị mà có muốn để mà đi sâu vô đó, thì quý vị cứ nên nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và đọc Ấn Quang Đại Sư, thì quý vị nắm rõ được con đường. Chúng tôi đang đi trên con đường này rồi mình sẽ gặp nhau. Gặp nhau ở đâu? Gặp nhau ở lý tánh thì sẽ ngộ được tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Và gặp nhau ở lý tánh là tâm không Phật hiện. Và gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc sẽ gặp nhau. Bởi vì sao? Mình đi cùng một con đường mà. Cùng một con đường quốc lộ 20 ra tới xứ nghiệp xứ, chạy một lèo thẳng xuống tới Sài Gòn, cùng một con đường sẽ gặp nhau. À, tôi hẹn bà tại ngã ba Dầu Dây nha. Thì sao? Thì dầu dây dưa như thế nào cũng gặp nhau tại ngã ba Dầu Dây. Dây dưa nghĩa là bánh bể bánh xe, hay là nó bị trục trặc sự cố xe cộ bị banh, hoặc là bị hư gì đó, nhưng bạn cố gắng thì bạn cũng sẽ gặp giác nhàn ngay ngã ba Dầu Dây. Dầu cho nó dây dưa như thế nào là cũng sẽ đi tới, bởi vì bạn đi trên con đường đó là nó phải tới. Dầu cho bạn bị trục trặc đời sau, tiếp tục nó bị làm người vào một cái gia đình khác, nhưng mà nhờ cái công đức in kinh phóng sanh tụng kinh niệm Phật, nó sanh vào cái gia đình biết đạo, rồi tiếp tục sanh ra đi tu nữa, nghĩa là nó dây dưa đó nghe, nó dây dưa, nó luân hồi đó nghe, nhưng cuối cùng nó cũng phải về tới Cực Lạc. Một danh hiệu A Di Đà Phật đã lọt vào tâm bạn rồi, và bạn tin tưởng thì không sớm thì muộn, bạn xuống 19 tầng địa ngục, 18 tầng địa ngục rồi, cũng như Thượng Tọa Thiền Quang chạy về chùa. Hôm nay cho ông về chùa có người cứu ông. Hôm nay qua bà thượng đó vậy. Nhưng cái chánh hạnh là niệm Phật cầu vãng sanh, còn trợ hạnh là in kinh, là in băng, in đĩa, in tượng Phật tặng, và trợ hạnh đó là phóng sanh. Khi chúng ta in kinh, in bỉa, in băng, in tượng Phật tặng thì nó trợ hạnh giúp cho chúng ta nâng cao phẩm vị về Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị thăng hoa cao. Một ngày một đêm tu ở đây bằng 100 năm tu ở cảnh giới Cực Lạc, cho nên tranh thủ thời gian ở đây mình tu. Nhưng mà mình tu nó có mất mát gì không? Không, bởi vì tu nó có công đức, thì từ cái phước đức tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, gia đình bình yên cũng theo cái công đức này mà sanh ra, không lỗ lã đi đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi vẫn duy trì cái phóng sanh. Năm nay chúng tôi tổ chức đi phóng sanh nhiều, vì cái lượng Phật tử về đây với số lượng mà khi chúng tôi năm vừa rồi 2013 chúng tôi ở đây giảng á, thì cái số lượng người về quá đông, và coi như là không còn chỗ ở, không còn chỗ nằm, và cái hầm cầu coi như nó đầy, nó chảy xuống kia. Mấy chú xuống móc thấy tất cả tội nghiệp. Bây giờ chúng tôi dùng cái phương án là mình chịu cực một chút, đi các chùa khác phóng sanh, đi các chùa khác để giảng, rồi đem cái băng đĩa đó mỗi tối thứ bảy cung thỉnh quý ni sư, quý sư cô. Các chú ra coi quý sư cô nào mà không có bệnh mà ở dưới cũng lạy mời lên đây để coi cái đĩa tối thứ bảy. Thưa quý vị, cái tổ chức phóng sanh năm nay chúng tôi làm những cái lễ phóng sanh ở các tỉnh, và thông báo với quý vị là ngày 15 rằm tháng Giêng chúng ta phóng sanh ở tại chùa Kiên Tân, Kiên Giang. Sư bà này cũng thỉnh thoảng lên trên này và có lập phòng vãng sanh. Mà sư bà nói, thưa thầy, cái phòng vãng sanh của thầy sao đắt, thiệt là đắt, và của con sao ế quá. Cái không sao đâu, để cái ngày mùng 6 này dắt nhàn đầu năm để hỏi Phật tử có ai xuống mở hàng không. Phật tử dắt nhàn mở hàng nó hên lắm. Thì sư bà nói thực ra cái vấn đề mà hộ niệm nó phải có thời gian.
Thì Giác Nhàn nói là từ 2007 đến 2010 bắt đầu phần vãng sanh nó mới tụ lại. Tụ lại là do cái gì? Do cái công đức niệm Phật, rồi cảm với long thần hộ pháp, bắt đầu nó mới tụ lại, bắt đầu là người ta tin tưởng, người ta mang về đây và làm ra không biết bao nhiêu chiếc đĩa để hộ niệm, nó mới thành tựu, chứ không phải mở ra như mì ăn liền có được liền đâu. Nó cũng chua lắm à. Kiên trì nó sẽ thành công. Hôm nay chúng tôi dành trọn vẹn thời gian ngày đêm để mà đi sâu vào cái bộ kinh Chú Giải Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Dành mọi thời gian thức khuya dậy sớm hành trì cái bộ kinh này. Lẽ dĩ nhiên Chủ Nhật tới chúng tôi sẽ giảng đầu năm cái bộ kinh này, phẩm thứ 6, nguyện thứ 12, thứ 13, 14. À, Chủ Nhật quý vị sắp xếp về, đầu năm quý vị sẽ nghe. Cho nên đây là cái bộ kinh mà chúng tôi vẫn đeo đuổi và chúng tôi muốn dành trọn vẹn thời gian để thâm nhập bộ kinh này, giảng 10 lần và cả cuộc đời này chỉ giảng một bộ kinh này, in một bộ kinh này, ấn tống một bộ kinh này và tụng một bộ kinh này để về một cảnh giới cực lạc, thì chắc chắn bạn sẽ về được. Cái chỗ này là cái chỗ mà khó tin. Vì vậy cho nên thành ra cái pháp hội của chúng tôi sở dĩ phóng sanh mà thành tựu là chúng tôi phóng sanh, chúng tôi hay kể là năm 2007 là từ bao nhiêu? Từ 500.000. Đến nay cái quỹ phóng sanh tương đối khá nhiều. Mỗi lần chúng tôi đi phóng sanh là gửi tiền đi xuống với các tỉnh. Nhưng đặc biệt cái ngày 15 này thì có một cái cô Phật tử, cô đi bán thuốc sâu giùm người ta, cô đi làm mướn, làm thuê. Hình như hôm nay cũng có lên là cô gom lại được 100 triệu. Thì cô nói thưa thầy, con để dành được 100 triệu, lúc trước con bệnh hoạn nhiều lắm, con phóng sanh ít ít mà con thấy đỡ bệnh rồi. Thôi hôm nay con gửi 100 triệu để cho thầy tổ chức cái phóng sanh nào mà gần cái An Giang, con tỉnh An Giang. Thì chúng tôi mới tổ chức tại Kiên Giang, Rạch Giá. Thì cổ sẽ qua bên đó gần hơn. Và người làm mướn dành dụng 100 triệu phóng sanh. Hôm nay chúng tôi tuyên dương trước Pháp hội. Một trăm triệu này phóng sanh thì công đức bắt đầu nó sẽ vượt trội, lãi đẻ thêm lãi, lời đẻ thêm lời. Giờ nghe chỗ này, trước giờ chưa nói chỗ này. Ăn một lạng trả một cân, lời đẻ thêm lời. Biết ăn gì không? Ăn một lạng thịt thì trả một cân thịt, lời đẻ thêm lời. Vậy chúng ta biết rằng nghiệp báo đường tơ kẻ tóc không sai một ly. Hôm nay đầu năm về chùa, muốn cho cái chuyện hên đối với mình, muốn cho cái chuyện bệnh hoạn đừng đến với mình, muốn cho cái chuyện mà tiền bạc nó làm ăn không thua lỗ, thì từ cái ăn chay mà làm. Nên làm điều này, từ cái ăn chay mà làm. Và lấy cái cuốn ăn chay này đem về nghiên cứu mười mấy hai chục món, bạn cũng nấu được 5 món. Cho nên hôm nay chúng tôi in cái cuốn này ra để cho quý vị thấy con người ăn chay nó có tác dụng thế nào, và ăn mặn nó có tác hại như thế nào. Và cái răng con người là, họ chụp cái hình trong này rất là hay nè, cái răng con người á là có cái răng con người là bằng nha, thì nên nó vẽ cái đầu, nó vẽ con cái đầu thì con thú nhưng mà đeo cà rô bách. rồi cái mặt thì con thú, rồi cái răng con người, rồi cái răng con thú, cái nghĩa là họ đối chiếu giữa cái răng con thú là nhai thịt, còn cái răng mình bằng là nhai rau ăn thảo mộc. Rồi cái ruột của mình họ làm cái thức ăn là qua rau quả, cà rốt, đồ thức ăn loài thực vật. Còn con thú thì họ làm cái ruột nó tiêu thụ bằng thịt, mà họ lý giải rất khoa học. Mà cái cuốn này nó nhỏ nhỏ mỏng mỏng, mình coi rất là dễ. Vì vậy chúng tôi nên, quý vị ai photo được cứ việc photo ra, coi như là hơn 120 triệu là 30.000 cuốn. Mà cô này cô in thêm 2.000 cuốn. Cô kia cuốn này thích quá, cái nhà in á, cái cô Uyên đó, cái cô in thêm mấy ngàn cuốn con tặng cho người ta nữa. Bây giờ con nghe thầy nói in sách băng nó có phước.
Vì vậy cho nên thành ra là hôm nay chúng tôi khuyên quý vị về nghiên cứu cái cuốn sách này. Và cái chuyện phóng sanh của quý vị là từ việc ăn chay mà làm. Khi mình ăn chay một ngày tức là mình đã phóng sanh rồi đó quý vị. Đó, vì vậy cho nên thành ra cái phong trào phóng sanh và ăn chay chúng tôi vẫn luôn luôn đề xướng quý vị. Ha. Và xin thưa với quý vị, hôm nay có một điều gửi đến quý vị. Cái điều cuối cùng đó là trì giới. Người niệm Phật không trì giới thì người này không được vãng sanh. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói việc trì giới rất quan trọng. Nếu bạn phạm cấm giới thì nghiệp hiện tại của bạn không chuyển được. Thì nghiệp hiện tại không chuyển được thì quý vị phải đi theo cái dòng xoáy của nghiệp. Ví dụ nghiệp tà dâm. Mà Ấn Quang Đại Sư mới nói là vợ chồng là mục đích để sanh ra con cái. Nếu đã sanh ra con cái rồi mà quý vị còn ham thích dục lạc. Hình như hồi tối có nghe đúng không? Chúng ta có đọc đoạn đó đúng không? Nếu sanh ra con cái rồi mà còn ham thích dục lạc vẫn phạm giới tà dâm, dầu đó là vợ chồng. Ấn Quang kỹ không? Hồi tối chúng tôi có nói cái đoạn này trong cái băng vừa rồi. Hồi tối chúng tôi có đưa đó. Đọc rõ ràng trong cái Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục đó nha. Mà nếu không phải vợ mình thì càng phạm nặng nữa. Mà bạn không giữ giới tà dâm, cái nghiệp tà dâm này bạn không giữ được thì xin thưa lúc lâm chung phạm phải theo cái nghiệp này. Cái nghiệp này thì đi đâu? Xuống địa ngục. Hòa Thượng Thiện Quang nói: con ở trong chùa mà phạm giới phá trai, ăn mặn, con biết lỗi rồi, thôi con nay về chùa thầy con xin tu sám hối, con nói trước đại chúng để tăng ni. Mọi người nói đừng có nói thầy mà không đọa. Hôm qua giờ nó cứ lạnh sương sống. Khiếp quá. Khi quý vị giữ được giới không sát sanh thì có năm vị long thần hộ giáo hộ giới và lam thánh chúng theo bảo vệ cho bạn. Mà khi cái long thần hộ giáo hộ giới và lâm thánh chúng mà phát nguyện khi Phật chế ra cái giới sắc sanh để người ta hộ trì người đó đó thì quý vị an toàn tánh mạng, xe tông không chết. Là sao? Hai mẹ con thêm ông chồng từ Đức Trọng chạy lên mỗi ngày chủ nhật đi lên đây phóng sanh niệm Phật. Xe trên này nó đua bấp kèn tê 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 chạy suốt. Nó tránh cái xe kia, nó hút vô ổng một cái, ổng bay, ổng lọt vô trong kiếm, ngồi vô đó luôn, không chết. Phủi 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 phủi, đứng dậy lên chùa, xe nát như tương. Ai ảo vậy? Long thần hộ giáo hộ giới. Bởi vì có ý niệm đi phóng sanh thì phải có long thần hộ giáo hộ giới đi hộ chứ. Vì đây là những vị hộ pháp mà hứa với Phật rồi mà. Nhưng mà khi quý vị khởi lên ý niệm sát sanh, tức là ăn thịt chúng sanh, thì long thần hộ giáo hộ giới tránh khỏi quý vị. Cái chỗ này là cái chỗ hay nè, không thấy mà có nha. Cho nên vị thừa Hòa Thượng Thiện Quang mới nói là con ở trong đó mà phá trai tức ăn mặn thì long thần hộ giáo hộ giới không đến hộ. Cho nên nghe anh Hùng với mấy vị Phật tử nói cái chùa nó nghèo, mà nó nghèo bây giờ ông chủ trì mới về mà không có cái phòng đó ở luôn. Bây giờ hộ pháp không có tới gia trì làm sao mà có người tới cúng. Ghê chưa? Và bạn không trộm cắp, không sát sanh, rồi bạn không trộm cắp. Chúng tôi nếu có cái thời gian, cái này là phân tích là phải 2 tiếng đồng hồ. Giờ gần hết giờ. Và nếu bạn không trộm cắp và không có ý nghĩ trộm cắp thì năm vị long thần hộ giáo hộ giới và lam thánh chúng theo hộ cho bạn, là bạn làm ăn đâu chúng đó. Có nhiều người nói con có trộm cắp đâu, một đời con sanh ra đây con đâu có làm gì trộm cắp đâu. Đời trước bạn trộm cắp, bạn khởi ý niệm lên tham muốn lấy của người đó là bạn phạm giới trộm cắp, thì long thần đã tránh rồi. Ghê chưa? Cho nên hoàn hảo năm giới để trở thành nhân cách của một con người không phải là dễ, nhưng mà mình quyết tâm sẽ được. Bạn phạm giới tà dâm, vừa khởi niệm lên phạm giới tà dâm với một người không phải là vợ, là chồng mình, thì năm vị long thần hộ giáo hộ giới và lam thánh chúng không hộ trì cho bạn nữa, thì ma quỷ, những người ma quỷ đây không phải là chúng tôi chê bai những người vô hình ở trong này nha, mà những người có cái tâm không tốt đó sẽ xúi bạn làm việc không tốt để bạn sẽ nhận cái quả không tốt. Và giới không nói láo,
cũng có 5 vị long thần họ giáo họ giới gia hộ cho bạn, cho nên bạn nói ra lời người ta tin dùng, tin tưởng và sử dụng cái lời của bạn nói để người ta có lợi ích, là cái lời mình gọi là có âm đức. Bạn giữ giới uống rượu thì bạn có 5 vị thiên thần hộ giáo hộ giới và 5 thánh chúng theo hộ trì cho bạn giữ giới uống rượu, là con người mình có đủ tư cách đi đâu người ta cũng cung kính bạn. Thì 5 giới này là được 25 vị thiên thần hộ giáo hộ giới, nghe đó. Cho nên trong ý nghĩ vừa khởi niệm lên phạm là tức thì quay lại danh hiệu A Di Đà Phật, sám hối cái niệm đó liền và niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì bạn không bao giờ bị. Nhưng bạn cứ theo cái ý niệm đó, theo đến thành khối thì nó phải đi thực hành chứ. Sở dĩ làm sao quý vị chết yểu, sở dĩ làm sao quý vị bệnh hoạn, sở dĩ làm sao tính mạng bạn không an toàn là do bạn phạm. Phạm đó thì nó mất đi cái đích đi. Không có cái đức sao mà che chở mình được. Tiền bạc che chở được không ạ? À? Không. Nhà cửa che chở được không? Không. Cái đức này mới che chở. Mà người muốn có đức thì người này phải hành trì giới đức. Giới đức cho tinh nghiêm thì người này thành tựu. Năm giới thôi, quý vị nghe qua là quý vị thấy là nếu mà mình được 25 vị thiên thần hộ giáo hộ giới thì cuộc đời bạn như thế nào? Quá an toàn, quá là tuyệt, giàu có. Là có 5 vị thiên thần về vấn đề bạn giữ giới không trộm cắp, an toàn thánh mạng là 5 giới mình không sát sanh. Và cái người mà phạm giới tà dâm đó lâu ngày thì thân thể người ta bắt đầu xấu xí và thọ mạng người ta bị ngắn và tiếng tâm và uy tín mất. Chúng mấy cái này mới nguy hiểm. Uy tín của bạn bây giờ bạn làm ăn người ta không tin tưởng bạn nữa thì bạn làm ăn sao? Ghê chưa? Và thân thể bạn xấu, đi ra ngoài đường như con ma, ai cũng không thèm nhìn. Bạn thích đẹp không? Bạn thích đẹp là bạn giữ cái giới này. Nó có cái nhân nó hết. Rồi bạn gì nữa? Bạn xài cái sức khỏe bạn qua cái con đường tình dục nhiều quá, cho nên mất hết năng lực, mất hết tất cả tinh khí thần, thọ mạng ngắn, gọi là chết yểu. Vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên. Hôm nay chúng tôi nhờ Hòa Thượng Thiện Quang làm sao nói về cái chuyện mà Ngài xuống địa ngục, Ngài thấy cái khổ phạm giới phá trai như thế nào để cho Tăng Ni Phật tử nghe. Nhưng mà sẽ để cho chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu thấy được cái di diệu của cái pháp môn tịnh độ, chuyển được nghiệp như cô Hoa Quang. Sau đó rồi thấy được cái chuyện mà phạm giới phá trai nó tác hại như thế nào, chính Hòa Thượng nói để cho mọi người tin. Chúng tôi chúc mừng cho những người có mặt hôm nay. À, thưa quý vị, hồi nãy giờ chúng tôi nói đúng ra là chúng tôi xin nói một tiếng thôi, bây giờ sao nó hứng quá nói một tiếng rưỡi rồi. Nhưng quý vị vẫn còn muốn nghe đúng không ạ? Ai muốn nghe thì giơ tay cho biết. Nói nữa. Còn một việc cuối cùng chưa có nói, đó là hôm nay tặng 5.000 đĩa sinh đình phá thai quý tiết thân bài. Cho chúng tôi xin 5 phút nói về cái sự kiện này. Sáng hôm nay chúng tôi nghe lại cái đĩa này. Và nghe lại cái đĩa này thì chúng tôi mới ghi ra một đoạn của cô phỏng vấn Đinh Gia Lệ. Ngay chỗ này lắng nghe. Cái bộ y tế của thế giới đó, nó thống kê cái sự phá thai của toàn thế giới. Hôm nay chúng tôi nói cái đoạn này để đi vô bản đĩa. Chúng tôi ghi từng chữ từng câu rất rõ ràng, không sai tệ. Căn cứ số liệu Tổ chức Y tế Thế giới thì một ngày có trên 15.000 cạo não phá thai. 15.000 một ngày. Vì vậy trong một ngày có hơn 500 phụ nữ chết vì não phá thai không an toàn. Vậy một năm có 7.000 phụ nữ chết vì phá thai không an toàn. Và một năm có 50.000 phụ nữ do phá thai dẫn đến biến chứng phải đi điều trị. Vậy một phút có 104 thai nhi chết vì nạo phá thai trong một phút. Đây là Bộ Y tế Thế giới thống kê rất chuẩn xác.
Và đây là một cái đài của Trung ương, họ nói là không sai. Mỗi năm Trung Quốc nạo phá thai đứng đầu thế giới là 13 triệu ca. Vì vậy một ngày có 500 phụ nữ phải chết. Vì là cái phá thai này không an toàn. Thứ nhất là cái điều kiện để không phá thai không an toàn. Thứ hai nữa thì mình làm con mình chết thì con mình sẽ báo mình lại, là nhân quả. Một ngày như vậy là 15.000 ca nạo phá thai trên toàn thế giới. Nửa dân số Thượng Hải là 10 triệu người. Vậy mà số phá thai bị tử vong do nạo phá thai chết mỗi năm hơn nửa số dân Thượng Hải. Tức là một năm là 13 triệu người thai nhi, nhưng mà nửa dân số Thượng Hải là hết 10 triệu. Tức là một năm hơn một nửa dân số dân Thượng Hải ở Trung Quốc. Vậy một năm có trên 50.000 ca nạo phá thai, hai năm thì có 1 triệu. 1 triệu là nhiều quá. Đại chiến thế giới thứ hai thảm thương khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại, bình quân mỗi năm có khoảng 10 triệu người. Vậy mà hiện nay số thai nhi bị chết do nạo phá thai đã nhiều hơn gấp 5 lần so với đại chiến thế giới thứ hai. Dễ sợ. Chúng ta ngồi nghe cô nói là tự nhiên gai ốc nổ. Như vậy hôm nay mọi người nhận được chiếc đĩa này nên phát rộng ra. Và hôm bữa chúng tôi nghe cái cô Phật tử ở Vũng Tàu mà cổ nạo phá thai, mà cổ nói các hương liên thai nhi không cho con đi, gặp chú Quang gọi điện mà con khóc con đi không nổi. Mà gặp thầy tự nhiên họ vui vẻ, họ xin đi lên trên này, con làm 12 năm. Okay. Trong này quý vị về xem, nói người phụ nữ bị tử vong như vậy, nhưng người nam không phải không có gì đâu, người nam tội cũng nặng lắm. Thì chúng tôi nói với các bạn trẻ, nếu bạn y lời Phật dạy là không phạm giới tà dâm thì bạn không thể nào đi đến nghiệp sát sanh, đúng không? Dầu là vợ chồng chỉ sanh con để nói dỗi tổng đường xong chấm hết. Cho nên Ấn Quang Đại Sư mới nói loài thú á, khi nó cần sanh con thì nó mới cần giao hợp, khi không còn sanh con nó không chịu giao hợp. Còn loài người thông minh quá, không còn sanh con mà phải giao hợp rồi giết con mình. Ở trong này nói, cổ nói, thưa Bạch Hòa Thượng, có phải mình giết một thai nhi là mình giết một vị A-La-Hán không? Hòa Thượng nói không phải, cái đứa đó chưa đạt được A-La-Hán, mình giết thai nhi đó là giết con mình. Bên Mỹ là họ thoải mái rồi, có ông đó 70 mấy tuổi mà vẫn cưới cô đó 20 tuổi có con. Thời buổi hôm nay cái giới tà dâm này là một cái sức ảnh hưởng loạn ly cùng cực. Và một năm nói về cái chuyện ly hôn xử những cái án này nhiều hơn tất cả các án khác. Họ hỏi thưa thầy, lý do gì mà sao cặp vợ chồng người ta ly dị nhiều? Chúng tôi nói đơn giản, vì bắt đầu họ quen nhau chuyện gì họ cũng tha thứ, đúng không? Quýnh phù mỏ cũng tha thứ, nhưng mà khi về ở chung với nhau một thời gian không tha thứ nữa, chuyện nhỏ xé ra cho to, và chồng nhìn chuyện xấu của vợ, vợ nhìn chuyện xấu của chồng, chồng nghi vợ, ngờ vợ nghi chồng, và hai vợ chồng con cái không đồng lòng nhìn về một hướng, cho nên rã đám. Ông nói hay quá, thầy nói đúng. Ông nói thầy nói đúng. Không nhìn một hướng. Còn chùa chúng tôi hôm nay bá gia bá tánh 1.000 người mà nhìn một hướng, hướng gì? Hướng về cực lạc, ai tranh giành tí nữa? Bạn tranh giành bạn ra khỏi chùa bạn tranh giành chứ. À, ni sư này nói xấu ni sư nọ nói xấu ni sư kia, chú này nói xấu chú kia nói xấu nói nọ, bà cụ này kình với bà cụ kia, thì thời gian hết phước hộ pháp cũng đuổi đi. Thầy không đuổi hộ pháp cũng đuổi đi, nghĩa là cái luật đào thải đó. Bây giờ bạn vô đây không đi đúng con đường, không nhìn về một hướng thì bạn phải đào thải, gọi là luật, đó là luật đào thải. Vì luật đào thải cho nên hai vợ chồng không nhìn một hướng,
thì đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thể thôi, đúng không? Đúng không? Nghe cái lý không ạ? Cái lý. Còn hai người cùng tụng kinh, cùng niệm Phật, cùng ăn chay, cùng tu hành, thì nhìn về một hướng thì bình an hạnh phúc. Có tiền cũng hạnh phúc mà không có tiền cũng hạnh phúc à? Phải không à? Đừng có nói đi tìm tiền nhiều mà hạnh phúc ngang. No, never, không có đâu. Nghe nữa không? Họ nhường qua tâm cho nãy giờ cũng ngồi cũng muốn nói lắm rồi. À, thưa quý vị, giờ đây thời gian còn lại để cho chương trình Phật Pháp nhiệm màu của cô Hà Tâm, xin trân trọng kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch sư phụ ân sư. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa chư vị đồng tu trong Pháp hội niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất. Đầu năm mới, Hoa Tâm con xin kính chúc sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni, cùng các bạn liên hữu đồng tu một năm an lành, an lạc, chánh niệm trong phong câu Phật hiệu A Di Đà. Khi bỏ báo thân này, cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. Hôm nay Hoa Tâm con có được đại nhân duyên, sư phụ dắt nhàn cho con lên đây để chia sẻ niềm vui, niềm vui rất là lớn mà gia đình con có được. Con xin chia sẻ cùng các bạn đi hữu đồng tu. Cho con được giới thiệu người bên cạnh con, Diệu Âm Hoa Hoang là mẹ của con. Nếu quý vị đã xem trên cái đĩa kỷ niệm 5 năm ngày làm thành lập Pháp hội niệm Phật A Di Đà thì con cũng có nói rất là nhiều về cái sự nhiệm màu của Phật đã gia hộ cho gia đình, chuyển hóa cho gia đình của con. Một lần nữa thì sự nhiệm màu, sự gia trì của Phật đã chứng minh cho anh em chúng con thấy để chúng con vững bước tu tập về pháp môn tịnh độ A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ giác nhàn, câu chuyện hôm nay con muốn chia sẻ cùng các bạn đi hữu đồng tu để cho tất cả các bạn đồng tu nghe sự gia trì của Đức Phật A Di Đà cho mẹ của con, để hôm nay bà còn có ngồi tại đây ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Câu chuyện vào giữa tháng 6 năm 2012 thì mẹ của con đã trải qua một cái cơn bệnh rất là ngặt nghèo. Trái tim của mẹ của con ba động mạch chính đã nghẹt cứng, thì tất cả bác sĩ đã quyết định là mổ. Thì bác sĩ có nói là gia đình chuẩn bị 200 mấy triệu đi, thì bác sĩ người ta sẽ xét nghiệm, rồi làm xét nghiệm rồi thì sẽ thông báo cái ngày mổ. Con nhớ ngày hôm đó, ngày đó là ngày 17 tháng 6, thì sư phụ dắt nhàn từ ở ngoài Đà Lạt để vô Đại Tùng Lâm làm cái lễ vía Đức, lễ vía Quan Thế Âm ngày 17, ngày đó là ngày thứ bảy nữa, con nhớ rất là rõ. Thì trước ngày đó thì tụi con đưa mẹ con vô bệnh viện 115 để cấp cứu, thì người ta mới đưa mẹ của con qua bên trường Đại học Y Dược chụp hình tim, người ta nói chép cái trái tim đó vô trong cái đĩa để mà các bác sĩ người ta họp lại để người ta tìm các phương cách để mà cứu. Thì ngày 17 sư phụ nhân duyên lớn là sư phụ ghé vào bệnh viện 115 để thăm mẹ của con. Thì ngày đó sư phụ cho mẹ của con một cái bức hình Quán Thế Âm Bồ Tát.
Thì trong bệnh viện nó nói chung là gia đình của ông cũng có cái phước là nằm trong cái phòng đó thì chỉ có một mình mẹ con thôi. Sư phụ mới vô thăm thì sư phụ mới cầm tay bà cụ. Sư phụ khoảng 45 phút vậy thì sư phụ mới sát tấn mẹ con: bây giờ cô cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi, cô cứ nhìn vào bức hình này nè, bức hình Phật qua Quan Âm nè, cô cứ niệm đi, niệm Quan Âm Bồ Tát mà cô niệm là thôi giờ cô đừng có niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn nữa, tại vì mẹ con đã thường niệm cái câu Phật này là mấy mươi năm rồi, trong tâm của mẹ con lúc nào cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thầy mới nói thôi bây giờ cô trong cái cơn bạo bệnh như vậy, cô cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đi, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì mẹ con niệm xuyên suốt như vậy qua cái ngày thứ bảy là tới ngày Chủ Nhật. Thì đêm đó là 2 giờ khuya sư phụ giấc nhàn bắt đầu làm cái lễ Quan Thế Âm lại Quan Âm ở Đại Tùng Lâm. Thì gia đình con, anh em tụi con thành tâm tại nhà đúng 2 giờ khuya cũng lập đàn tràng để lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì con lại tới 5 giờ sáng thì xong 500 niên hiệu, con mới tức tốc đi lên bệnh viện 115. Là sáng lại là ngày thứ hai, ngày 19 á. Sáng đó thì bác sĩ người ta còn giao ban, người ta còn họp bàn lại. Đúng 9 giờ thì bác sĩ mới mời năm anh em chúng con vào một cái phòng cũng to vậy nè, mới đưa cái đĩa mà cái đĩa phim mà chụp hình trái tim của má của con đó. Quý vị biết là mình thì cái vấn đề y khoa thì mình cũng không có biết, từ đó giờ cũng không biết. Thì người ta đưa lên cái màn hình rất là lớn, cái màn hình đó thì con mới thấy rõ cái trái tim của mẹ của con nó nhảy mà rất là yếu. Khi đó bác sĩ người ta chỉ cho năm anh em chúng con thấy là ba cái động mạch dành á, ba cái động mạch đó, nó nghẹt mà như là cái nút đũa mình nó chấm đen lại như vậy. Thì lúc đó mình mới thấy là cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng mà sự thật nhiệm màu đó nó lại thấy cái sự hộ trì của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tự nhiên ở bên đây cái mạch máu nó đã bị nghẹt ba cái động mạch rồi, thì bên đây nó lại xuất hiện một cái mạch máu li ti rất là nhỏ, nó mỏng như là sợi chỉ vậy đó. Bác sĩ người ta cầm cái cây đó người ta chỉ cho tụi con, cái mạch máu bên đây nó dẫn qua đây để nó nuôi vào ba cái động mạch này, nhưng mà rất là ít, nhưng mà lại có cái động mạch đó. Thì trước đó cái đĩa này nó gửi ra tới Hà Nội, rồi bệnh viện 115 mời các bác sĩ ở bên Chợ Rẫy phối hợp dùng cùng bệnh viện 115 để mà họp là lên ca mổ cho mẹ của con. Nhưng mà tự xuất phát ra được một cái mạch máu như vậy thì ông bác sĩ đó nói là thôi bây giờ có một mạch máu này để nuôi lại ba cái động mạch này rồi, thì thôi bà cụ cứ yên tâm, quý vị cứ yên tâm cho bà cụ sống chung với cái mạch máu này đi, khỏi phải mổ nữa. Đó là cái sự nhiệm màu, rất là nhiệm màu. Khi sư phụ giác nhàn đã khuyên lên, đã sắp tấn cho mẹ của con cứ niệm Quan Âm đi, thì trong vòng chỉ có 2 ngày thôi thì bác sĩ lại nói là không, khỏi phải mổ. Đó thì quý vị thấy mẹ của con còn sống tại đây ngày hôm nay, ngồi đây để trước quý vị. Thì qua thời gian đó thì sau đó thì 6 tháng sau, đúng vào cái dịp tháng 12 năm 2012 đó, theo con nghĩ là mẹ của con bị nghiệp thân đi, phát ra một cái bệnh, có thể nói là bác sĩ nói là bệnh của bà, là mình nói là bà bị xuất huyết tiêu hóa, nhưng mà con nói là ối máu đó. Quý vị biết đó, ngày đó đó, ngày rằm tháng chạp á, thì bà đang ngồi ở nhà, quý vị biết bà ối ra máu là phun từ bên đây mà ra tấm tường bên kia, máu tràn lan linh láng luôn. Chúng con có thể nói là tức tốc đưa mẹ của con đi lại nhập viện ở cũng tại bệnh viện 115 nữa. Một nhân viên rất là lớn, con nghĩ là chắc là Phật sắp xếp cho gia đình chúng con có một cái đại nhân viên như vậy. Thì bất ngờ ngày 21 á,
ngày 21 tháng Chạp á, thì sư phụ đi về thành lập cái đạo tràng, cái niệm Phật đường ở Bình Dương, sư phụ đi khánh thành. Thì bất ngờ sư phụ lại được vào thăm mẹ của con tại bệnh viện trong 15 nữa. Một lần nữa thì sư phụ lại, lần này là sư phụ khuyến tấn mẹ của con: bây giờ cô cứ niệm Phật A-di-đà đi, nó A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thì sự nhiệm màu nó đẩy tới nữa. Sư phụ nói là bây giờ cô niệm đi, cô niệm mà khi nào thọ mạng cô còn thì cô còn sống, còn nếu mà thọ mạng cô hết rồi thì Đức Phật A-di-đà rước cô. Thì sự thật đó, quý vị thấy mẹ của con lại trải qua một cơn bạo bệnh nữa, nhưng mà cũng nhờ Phật mà cứu rỗi như vậy. Hôm nay thật tâm là gia đình chúng con rất là tri ân, rất là đội ơn sư phụ Giác Nhàn đã có một lúc nào mà lâm nạn lâm khổ là sư phụ lại khuyến tấn dạy bảo chúng con là đi một cái đường đi mà chúng con rất là đội ơn sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa thì ngày đó là ngày 14 tháng 4 năm vừa rồi á, là đúng cái ngày lễ Phật đản. Hàng ngày mẹ của con á, đúng 3 giờ chiều bà tắm rửa sạch sẽ thì bà lại lên lễ Phật. Ngày đó thì ngay nhớ rất là rõ, ngày đó là ngày 14 lễ vía Phật đản á. Thì trưa má con cũng như mọi ngày đi lên trên lầu á, để mà lại Phật, niệm Phật. Thì bất ngờ con, cái cô giúp việc ở cầu của con á, bỏ chạy ra đằng trước. Thì tại vì cái cửa hàng của con nó nằm ở trước, còn nhà con thì nằm phía sau. Thì cổ mới chạy ra nói: cô ơi cô, bây giờ bà bị làm sao á, từ trên lầu giờ bà xuống mà bà khóc dữ lắm, cô chạy vô nhà con thì sao? Thì từ ở trước con mới chạy vô, thì con thấy má con á, đầu của má con, đầu cổ mình mẩy bà ướt me mút mẹp luôn à, ướt như là ai mà mút cái gáo nước tạt nước cho mình bà vậy đó. Con mới hỏi vậy chứ: má ơi, má làm sao? Thì bà nói là thì má mới vừa lên niệm Phật đây, thì má thấy là ông nội bà nội của má, rồi ba má của má, ông bà cha mẹ, chú cô gì mà toàn bộ là những người đó, là những người đã mất không à. Thì má sợ quá, má mới quảng má chạy xuống đây. Ngay cái ngày đó thôi, con tưởng má con nói như vậy rồi thôi. Thì bà lại, tối bữa đó thì má con á ngủ một mình thôi, một mình trong cái phòng của má con. Từ hồi ba con mất tới giờ gần 30 năm nay thì má con ngủ một mình ở tại cái phòng thờ khai, ngay sau lưng cái phòng thờ Phật á. Má nói là để má ngủ một mình, để khi tối má khuya 4 giờ má dậy má cúng cho nó dễ, má khỏi phải đi lên đi xuống. Thì cái phòng nhà con á, quý vị biết á, là đúng á 10 giờ đêm thì cái cửa phòng của má lại gõ kịch kịch kịch. Đúng mà 20 mấy năm nay, cái nhà cất lên rồi thì 20 mấy năm nay, thì đúng lúc đó thì cửa phòng lại gõ. Thì trước đó thì con rất là tin Phật, rồi rất là tin sư phụ Giác Nhàn tặng cho con cái dây đeo của Phật A Di Đà. Con mới máng cái cọng dây đó vô trong cái cánh cửa thảo khóa. Thì cái cọng đó từ cái ngày đó tới bây giờ là 2 năm nay không còn cái tiếng gõ cửa nữa. Con nói lên đây để cho quý vị tin vào cái sự mà mình tin Phật là có Phật. Thì sư phụ Giác Nhàn cho con, chẳng những con không phải cột một cọng dây, một cái cọng dây đeo thôi, mà 2 cọng. Lúc nào cái cửa phòng của mẹ con cũng có 2 cọng dây đeo đó. Mà từ lúc đó máng cái cọng dây đeo đó lên trên cái tay ổ khóa rồi là không còn cái tiếng gõ cửa nữa. Lúc má con đêm ngay đêm đó thì bà lại dùng cửa phòng ra, chạy xuống tầng 2 của phòng của con. Bà đập cửa phòng con ầm 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 luôn. Bà nói là bây giờ trong phòng ngủ của má đó là những, bây giờ người ta leo lên tủ lạnh người ta ngồi rồi, người ta leo lên đầu tủ người ta ngồi rồi, bây giờ má bực bội lắm rồi, bây giờ người ta ở tràn đầy trong phòng của má rồi. Sự thật lúc đó con rất là hoảng loạn, con mới dìu má con trở lại trên phòng.
thì kể từ ngày đó, giờ phút đó, má con là hoàn toàn là một người khác, không phải là má con nữa. Quý vị có biết cái thời gian đó, con á, tụi con nói chung là anh em chúng con đồng quy niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Anh em chúng con là từ anh mấy anh con ở bên Mỹ nè, Canada nè, Úc nè, cùng tu đi theo cái đường Pháp Môn Tịnh Độ, ăn chay trường cả nhà hết, phát tâm ăn chay trường cả nhà hết. Thì anh con á, ở bên Canada, anh Pháp Trí, anh thứ tư của con á, ảnh về. Khi nghe má con Lâm bệnh nặng như vậy thì ảnh về. Quý vị có biết á, hồi xưa tới giờ á, con á, thật ra con chỉ nói con thôi, con cũng có ke coi băng đĩa, rồi con cũng có coi sách, mà con nghĩ là cái này chỉ là trong phim, trong sách thôi, chứ không phải là sự thật hiện tiền như vậy. Quý vị biết mẹ của con sống qua gần 3 tháng mà qua bao nhiêu cảnh giới, thì sự thật là bà nói ra thì tụi con mới biết. Tâm bà sân si lắm, bất luận lúc nào bà sân si, một nguyên một nhà, một ba gần 3 tháng trời bà chưa ngủ được một giấc ngủ 10 phút đồng hồ. Không bao giờ ngủ được 10 phút đồng hồ mà trong giấc ngủ bà lúc nào bà cũng sân si, lúc nào bà cũng khó chịu hết. Thì quý vị biết là bà cụ thấy ha, qua bao nhiêu cảnh giới là bà ngồi đây, bà thấy, bà chỉ đó. Bây giờ đó, bây giờ tại sao cái nhà này nè, heo gà vịt, bây giờ heo nó đi đàn 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 đàn, tại sao mà mấy người để cho nó đi lộng hành trong nhà này? Thì chính anh thứ tư của con, anh Pháp Trí, ảnh quỳ xuống, ảnh lại, ảnh xin các vị Bồ Tát heo ơi, giờ tha thứ cho mẹ con đi. Thì tất cả những cái sự mà con theo con nghĩ là cái quan gia của mẹ của con, mẹ của con làm lụng cực khổ mà lo cho anh em tụi con, thì mẹ của con bây giờ lâm cái trọng bệnh như vậy, rất là đau khổ khi mà không biết làm cái gì để cứu mẹ mình đây. Rồi mang thấy là bây giờ đó, bây giờ người ta đó mà đội sừng nè, mang lông đi ngồi ngồi như vậy, tại sao cái nhà này kỳ cục như vậy, không biết giữ nhà. Tâm bà sân si lúc nào, nói chung gần 3 tháng trời bà lúc nào bà cũng sân si hết. Mà mỗi lần như vậy thì anh em tụi con lại hễ má chỉ chỗ nào là chúng con đều quỳ xuống lại xin sám hối tha cho mẹ của con. Thôi bây giờ quý vị tha tội cho mẹ con đi, tất cả giờ chỉ biết xin vậy thôi. Con hàng ngày con lại dụ má của con đi ra ngoài tỉnh Thất Quan Âm, con muốn chở mẹ của con ra đây. Thì con cũng đã những ngày bệnh như vậy thì ngày nào con cũng thường xuyên bạch với thầy về cái sức khỏe của mẹ của con, mà qua bao nhiêu cái cảnh như vậy. Thì đúng cái ngày đó là 21 ngày, ngày thứ 21 đó, thì con ngồi bán ơn trước đó, bà dùng ở trong nhà, bà chạy ra trước, bà nói bây giờ đó, là đi tỉnh Thất Quan Âm. Quý vị thấy con mừng quá, con mừng vô cùng mừng luôn. Con mới điện ra ngoài đây, nhưng mà con thì cũng không được gặp sư phụ, con mới gặp được chú Quang. Con mới bạch với chú Quang là chú Quang ơi, bây giờ bạch với sư phụ, mẹ của con á bây giờ đòi đi ra tỉnh Thất Quan Âm, mà bà biểu là phải mướn là 3 chiếc xe để bà dắt người ta đi theo bà. Thì chú Quang bạch lại với sư phụ, thì sư phụ nói là thế bây giờ bà biểu làm sao làm y vậy. Quý vị biết á, là bây giờ nếu mà nhà con thì cũng có mấy chiếc xe 7 chỗ, mà giờ nếu mà đi thì phải tốn 3 tài xế nữa. Bây giờ á, Hòa Trí nó mới lành trĩ, nó nói là bây giờ đi mướn chiếc xe 30 chỗ, 30 chỗ lên xe lúc 5 giờ chiều là xuất phát đi. Quý vị biết á, là đi thì những cái ngày trước đó á, hàng ngày á, trong cái phòng nhà con có cái phòng là con dán Đức Phật A Di Đà lên hết, dầm hết, rồi Tây Phương Thánh Chúng lên hết, để mà tụi con, nói chung là tụi con đưa bà vô hộ niệm đó. Tại vì lúc đó là sức khỏe bà rất là kém mà bà lòi đi vậy, con mừng lắm.
đưa má con đi ra thì trước khi đi á, thì con lên con lễ Phật. Con lễ Phật trước, con lễ Phật sau là con thưa với quý vị hương linh. Từ hôm trước tới nay ở trong nhà của con, đi theo mẹ của con đi ra tỉnh Thất Quan Âm, trước là quy y Tam Bảo, sau nữa là ở lại đây để tu cầu vãng sanh. Thì nói chung là theo cái tâm của con thì con biết sao con nói vậy thôi. Đưa bà ngày đó đi, đi ra tới từ ở trong Gò Công á, đi ra tới Xuân Lộc thì nghỉ vô cái trạm dừng chân để cho bà cụ ăn cơm rồi đi tiêu đi tiểu này kia. Quý vị biết á, là xong lên xe thì anh Tài trên xe đó thì chỉ có nhà con 6 người, luôn má của con nữa là 6-7 người. Đi thì có cái thằng cháu của con á, nó cũng nó có còn ngồi dưới kia, nó cũng đi theo mẹ của nó đi ra ngoài đây. Lên xe thì bà cụ nó tưởng như là mấy cái băng ghế trống ngồi đơn vậy nè, nó mới nhảy lên, nó nhảy lên xe, nó ngồi nhảy lên ghế đại vậy nè. Cái mặt má con nói: "Ê, đừng có đè em, đừng có đè em." Thì con lúc đó là tất cả anh em chúng con là biết trên xe là đã có những vị hương linh người ta đi theo. Các bạn biết không ha, là lên xe rồi bà nói: "Phan, đừng có đóng cửa xe, để cho người ta chưa lên hết mà quý vị đóng cửa xe gì đâu, để cho người ta lên hết." Con biết là trên xe này là đã có những vị này ta đi theo, con mới hỏi: "Má ơi, má thấy trên xe mình nó đi đông không?" Bà cụ nói là bây giờ người ta đeo cứng cái xe luôn, đường đi này là người ta cũng đi cũng ngồi trên xe nè. Rồi con mới hỏi má nói: "Đè em là ai?" Cái cô mà hằng ngày ngồi ở tại bàn ăn nhà mình á, cái cô mà ốm nhom ốm nhách á, mỏng le mỏng lét á, thường xuyên là bà nói cái câu nói đó. Tại vì qua 21 ngày, cái cô đó hằng ngày thể mà nhà con dọn mâm cơm lên thì cô đó bồng đứa con của cổ lên trên bàn ăn. Mà cái đứa nhỏ thì nó bốc hớt, bà nào bà ngồi ở đây, bà không có ngồi chung, bà ngồi đằng kia, bà sân si lên. Bây giờ á, cái nhà này nè, châu á, con nít đồ cũng leo lên bàn ăn bọt chợp như vậy, tại sao kỳ cục vậy? Là rầy chửi tụi con, mà lúc nào bà cũng không có tâm, bà không an một giây một phút nào hết. Quý vị biết á, là con hỏi vậy là con biết cái cô đó, cái cô mà từ 20 mấy ngày nay cô ở nhà mình, cổ đi theo má con đi ra tỉnh Thất Quan Âm. Quý vị thấy cái sự linh nghiệm mình, nếu mà nói mình không tin á, mình không thấy thì mình không tin thật. Nhưng mà tụi con á, chứng kiến mẹ của con bao nhiêu nói là bao nhiêu cảnh, bao nhiêu dở gần ba tháng trời, không biết bao nhiêu dở bao nhiêu cảnh. Quý vị biết không, con ra sáng hôm đó thì ra tới tỉnh Thất Quan Âm thì sư phụ quy hết cho tất cả những vị đó. Nói tới đây thì con xin thay mặt gia đình của con xin sám hối trước chú Hiền, chú Sơn ở ba hộ niệm ở đây. Thì vừa ra thì mấy chú cùng lưng phiên để lên trên cái cốc á, khuyên giải cho bà cụ. Khuyên giải thì khuyên giải vậy thôi, chứ bà cụ á, trước mặt ta mấy chú á, thì bà chứ sau lưng á hả, là bà sân si lên liền, bà không có quan hỷ một chút nào hết. Thì trưa đó thì sư phụ đưa các vị hương linh cùng mẹ của con lên quy tại pháp hội nè, tại đây. Xong rồi thì con những tưởng là sẽ ở lại đây, tại vì tụi con chuẩn bị đưa mẹ của con ra đây để niệm Phật cho bà không còn thấy cái này cái kia cảnh này nữa. Nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Đêm đó từ 12 giờ trưa quy xong về trên cốc, thì bà đứng tại cửa cốc luôn, bà không có vô trong phòng. Thế mà bà vô trong phòng là bắt đầu á hả, bà nói chung những lời lẽ con xin A Di Đà Phật, con thật ra con không dám nói ở đây. Thì tới đó, tới từ tối trở lại tới sáng, má con không có ngủ, không có nhắm mắt được phút nữa. Bà không có nhắm mắt được phút nào hết, bà nhắm mắt lại thì bà thấy là bây giờ người ta cục tay cục chân, máu đổ đầu rơi, bây giờ người ta đánh, người ta chém má nè. Tại sao mà bây giờ bộ đem má lên, đem tôi lên đây, bỏ tôi trên đây, không cho tôi về hay sao mà bây giờ phải đem tôi lên đây?
bà Sơn Si, rồi anh Pháp Trí, rồi Phước Lạc, rồi tụi con, nói chung là hết lời khuyên giải. Nhưng mà có một cái sự gì vô hình á, thật lòng mà con nói á, chính con cũng muốn điện cho sư phụ biết về cái từ hồi trưa tới giờ tới sáng này mà bà cụ xảy ra như vậy, nhưng mà làm như là có một cái sự gì ngăn trở của con vậy. Quý vị biết là không có cho con, không cho con điện thoại, mà không cho con nói gì với mấy chú hay gì hết trơn á. Bây giờ anh Pháp Trí anh nói bây giờ má làm vậy quá trời rồi, bây giờ bà một cũng về hai cũng về, đứng tại cửa khóc mà không chịu vô. Đúng là 5 giờ sáng tụi con nói chung là trốn, trốn mấy chú, rồi trốn cho phụ nữa, cuốn đồ về. Mà quý vị biết cuốn đồ về á, cũng đi qua khỏi đường cao tốc rồi, đi xuống gần tới Bảo Lộc thì chính con mới điện thoại bạch với sư phụ: con xin sám hối trước sư phụ, bây giờ tụi con đã trốn về rồi, đưa bà cụ về rồi, nói chung sư phụ cũng có rầy con, tại sao không điện cho sư phụ liền, tại sao không điện cho mấy chú liền, để cho mà sư phụ biết cái cách giải quyết. Thật lòng thì đã chở bà cụ về rồi. Con nhớ thì cái câu nói mà sư phụ nói á, mà làm chúng con phải ghi nhớ. Sư phụ nói á, thì bây giờ nếu mà đã về rồi thì chúng con đưa mẹ của con vào cái công phu niệm Phật, đưa vào công phu niệm Phật đi, xuyên suốt đi. Nếu mà mẹ của con tỉnh lại thì tụi con mới thành công. Còn nếu mà bà sống như trong cái cảnh giới này thì bà mất, không biết bà sẽ đi về đâu. Thì quý vị biết đó, cái câu nói đó làm cho riêng con, các anh em tụi con thì nói chung là rất là suy nghĩ. Bây giờ đưa vô công phu niệm Phật, quý vị biết đó, là bây giờ nói là đưa vô hộ niệm. Thì cái phòng mẹ con ngủ đó, thì có con dán 6 bức hình Đức Phật A Di Đà. Một bức đó, thì khoảng chiều cao khoảng thứ hai nè, trước mặt của má cái giường ngủ nằm nhìn về hướng này thì có Đức Phật A Di Đà lớn và 5 bức hình A Di Đà vòng quanh. Sư phụ nói như vậy, bây giờ phải đưa vô công phu thì tụi con mới lập cái đàn. Ngày nào xuyên suốt bây giờ 24/24 thì anh em chúng con cùng nhau niệm Phật, lại Phật, rồi có thêm những cái đạo tràng khác như đạo tràng của cô Hay Quá, đạo tràng của cô Dự Đoan, để tới hộ đàn phụ tụi con. Nói chung là tụi con, anh em chúng con cháu luôn xuyên suốt 24/24 niệm Phật, vừa niệm Phật rồi vừa lại lễ Phật. Những thời gian đó thì má của con á, đâu có bình tĩnh đâu, bà sân si lắm, bà sống ngồi y chang vậy đó, chứ không phải là nằm mơ gì hết trơn á. Mà thấy rồi thế này thế nọ, bà cứ tâm bà sân lên tối ngày đêm như vậy. Khi bà ngủ á, thì như qua trí á, tới ca đứa nào nằm á, tối hộ niệm á, thì ca đó ảo nói với bà. Bà nói đó bây giờ á, quý vị ngồi xuất ra, tại sao ngồi lên cái đống thịt như vậy, đống thịt heo, rồi hồi á, thì ngồi lên cái đống cá lóc, cá ngồi lên gì giò heo, rồi gà, rồi vịt. Thật ra trời đất ơi, bây giờ bà nói là bà không có đàn chủ được bà nữa. Tối ngồi vậy nè, cái giờ cái mền á, bà bức bà xé, thậm chí hả là có thằng cháu bà nói là tối ngày cái thằng này nó ngồi trên cái tủ lạnh á, cái nắp tủ lạnh á. Tụi con có những lúc á, quý vị biết không, bà con xin mượn 4 câu thơ của con coi được trong cái cuốn Quan Đại Sư Gia Ngôn Lục á, thì con thấy cái câu này có thể nói là mình phải suy nghĩ. Ta thấy người khác chết, ruột ta nóng như lửa, nào phải chỉ ai kia, rồi cũng đến lượt ta. Thì quý vị thấy cái câu nói này, mẹ của mình thì cũng đến lượt mình, nó như vậy thôi. Con có các vị sư cô rồi quý thầy nữa, quý Phật tử ở dưới Gò Công á, họ thấy má con bệnh vậy, họ mới nói quý thầy quý sư cô nói đó, thấy không, tu theo thầy nhàn riết á rồi thành khùng thành điên á.
con làm cho tụi con, anh em tụi con có những lúc muốn thối chí Bồ Đề, muốn thối chí với pháp môn là đường niệm Phật này, nhưng mà làm như là Phật độ vậy đó. Những lúc như vậy thì sư phụ lại điện thoại sách tấn chúng con, sư phụ khuyến tấn chúng con bây giờ tụi con phải kỳ công niệm Phật, lại Phật, lễ Phật. Thì chỉ có cái công đức niệm Phật lại Phật á, mà hóa giải cho mẹ con thôi. Quý vị biết không, bà cụ á, bệnh như vậy thì qua thời gian đó đó, gần 3 tháng, 3 tháng bà sống với trong cảnh giới khác. Tất cả những cái mà bà sống như vậy á, thì rất là khổ, tụi con rất là đau khổ. Khi mà sư phụ sắp tấn chúng con vậy á, thì con chúng con thành tâm sám hối lại thay cho mẹ của con. Thì sự thật nhiệm màu cũng đã đến. Ngày hôm đó, ngày trưa ngày đó thì tới cái ca của Diệu Âm Quang Minh, em của con nó từ ở bên Úc Châu á, nó về. Thì cái ca đó thì buổi trưa thì 12 giờ, thì mẹ của con đâu có nằm yên được 10 phút đâu. Thì bà vừa nằm mơ màng thôi, bà nằm trên cái bộ ghế phản gỗ nhỏ vậy thôi. Bà nằm vừa nằm mơ chừng mấy phút mà, vừa nằm mấy phút đó, thì bà ngồi dục dậy. Thì Quang Minh nó mới nói, má ơi má kiếm gì? Thì bà, tại vì bà không xuống dưới đít, cái đít ghế vậy nè, bà tìm gì á. Má của con nói là, tôi tìm cái tấm giấy mà Phật mới đưa cho tôi. Nhưng mà sự thật thì đâu có. Quang Minh nói là chắc phải má nằm mơ, má mới nói vậy. Đâu có, bây giờ á, cô chạy lên trên lầu đi. Chạy lên trên lầu đi thì có à. Nhưng mà nó đâu có chạy. Nhưng mà tự nhiên nó, em con nó lại sáng ý ra. Nó nói là bây giờ Phật dặn má gì, má Phật dạy má gì thì má nói đi, rồi con ghi lại. Thì nhà trong phòng đó có cái tờ lịch, nó đứng dậy nó xé tấm lịch đi, nó ngồi bẹp xuống đất. Nó mới nói à, má nói đi, Phật dạy gì má nói đi, con ghi lại. Thì bà mới nói thì bây giờ tôi nhớ sao tôi nói vậy. Lời Phật dặn, cái hòa mình nó nói là lời Phật dạy phải không? Không, lời Phật dặn. Thì bà mới nói những câu như vậy: ôn hòa nhã nhặn, từ bi hỷ xả, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc. Cái câu nói này ra thì thấy nó là con, sự thật con nói chỉ có Phật nói thôi. Chứ mẹ của con thì lúc đó là trong cái trạng thái mơ hồ thì chỉ có Phật để mới nói ra được cái câu nói này thôi. Ngay đêm đó thì bà ngủ ở trong phòng, thì đêm đó bà cũng nói chung là cũng ngủ được vài chục phút. Thì tự nhiên má của con á, thấy Đức Phật A Di Đà xuất thân từ cái hình mà cái hình lớn nhất trong phòng á, ngay trước mặt của má. Thì Phật xuất thân ra, Phật đi lại trên giường tới cái đầu giường của má của con. Thì bà cụ ngồi dậy, bà cụ chắp tay lại A Di Đà Phật, thì Phật lại nhập trở lại. Theo diễn tả của má thì Phật nhập trở lại trong cái bức hình Phật A Di Đà. Con thấy là Đức Phật mình tin là có thật. Mình tin là có thật. Bất luận Phật giấy Phật gì cũng là mình tin Phật là có Phật. Thì rõ ràng sáng ngày hôm đó, tự nhiên khuya 4 giờ bà cụ ngồi dậy. Bà cụ nói qua Trí ơi, Trang ơi, bây giờ má hết bệnh rồi. Bây giờ sẵn đồ đi, làm giấy xuất viện cho má về. Quý vị biết không, là bà nói là mấy tháng nay bà nằm hôn mê. Bà bệnh mà bà nằm hôn mê sâu, bà không biết gì hết. Bây giờ cho Phật cho má thấy rồi, bây giờ là má đi về, cho má đi về. Quý vị thấy con muốn đem cái câu chuyện này nói cho quý vị nghe, để kể lại cho quý vị tin. Xin quý vị hãy chiên sâu vô câu Phật hiệu A-di-đà đi, rồi quý vị sẽ thấy một cái sự nhiệm màu. Mà sự thật á, mẹ của con á, là một minh chứng sống mà ngồi ở đây. Quý vị biết không, qua cái câu chuyện đó thì, nhưng mà trong mấy tháng nay á,
Quý vị biết đó, cái lưỡi của má của con, quý vị nhìn cái lưỡi con rắn làm sao thì bà cụ y chang vậy. Bà cứ đưa cái lưỡi ra vô vậy nè, liên tục không ngừng nghỉ một giây nào hết, lúc nào bà cũng đánh cái lưỡi hết. Thì con đi khám bệnh á, thì bác sĩ người ta nói á, bà phải đánh cái lưỡi này để hỗ trợ cái tim, như vậy á thì bà mới thở được, chứ nếu mà cái lưỡi nó không đánh á thì trái tim nó không thở được. Cái đó, cái câu nói đó cũng như là an ủi tụi con thôi. An ủi là sao? An ủi là thôi kệ, cái lưỡi đến như vậy để mà cái trái tim nó còn thở, để má còn sống với tụi mình. Tụi con cứ nghĩ vậy thôi, chứ không có tưởng như là có một cái sự nhiệm màu nào nữa hết. Thì vừa qua tháng 12 vừa rồi nè, mùng 10 tháng Chạp vừa rồi nè, thì tụi con mới đưa mẹ của con lên khám bệnh lại ở trên bệnh viện 115, khám lại để mà gần Tết rồi cho bà lấy thuốc rồi bà uống, chứ cái lưỡi này đánh rồi sao đâu có trị gì được đâu. Hai năm nay rồi mà cái lưỡi cái bệnh tim của má như vậy, rồi bây giờ phát thêm một cái bệnh này nữa, chắc chắn là bác sĩ người ta cũng bó tay rồi, chứ không có nói về cái sự, không có nói về cái gì mà cứu cho má mà không có đánh cái lưỡi nào hết. Nhưng mà tụi con á rất là đau khổ. Qua Trí em con nó phát nguyện hàng ngày, nó lễ lại Phật, cầu xin Phật làm sao á có một cái sự gia trì nào á mà cho mẹ của con á trở lại bình thường, không có còn đánh cái lưỡi nữa, để cho người ta tu, người ta tin vào cái pháp môn tịnh độ của mình, mà hiện bây giờ anh em chúng mình á đang theo đuổi, đang theo học Phật. Quý vị biết không, ngày đó ngày 11, cái sự kiện nào á mẹ của con cũng nhớ cái ngày hết á. Cái ngày 11 tháng Chạp vừa rồi á, thì nhân viên nữa thì sư phụ Giác Nhàn á đi làm lễ phóng sanh ở 6 tỉnh miền Tây. Thì lần nào sao con thấy má con bệnh nặng á, cũng có Phật Bồ Tát đưa sư phụ tới để mà cứu rỗi á. Còn cái ngày đó, sáng ngày đó thì sư phụ á đi vô thăm má con. Con nói với quý vị nghe, nếu mà con đã nói trước với sư phụ á thì sư phụ lại không cho con nói ra cho quý vị nghe. Thôi bây giờ con xin sám hối với sư phụ để con nói cho các bạn liên hữu đồng tu nghe. Quý vị biết không, sư phụ á đi vô thăm má con thì cái cánh cửa phòng, cái phòng ở trong bệnh viện á, sư phụ vô, sư phụ bước chân vô trong cái cửa phòng, thì cái góc phòng bên đây á thì là cái giường bệnh của mẹ của con. Sư phụ không có lại thăm bà cụ liền, mà con không nhận định được, và mà con cũng không biết được cái gì đó. Sư phụ đứng đó khoảng mấy phút đồng hồ á. Mấy phút? 10 phút. Má mới ngồi, ơi má ngồi vậy, má thấy sư phụ ngọ vô thì má ngồi vậy liền à. Thì má nói, ủa sao mà sư phụ vô mà sao mà sư phụ không lại thăm má, mà sư phụ đứng nhìn con không hiểu. Thì sư phụ đứng nhìn một, thì như má con nói là khoảng 10 phút, sư phụ mới lại nắm tay bà cụ. Sư phụ mới nói á, sư phụ vuốt đầu, rồi sư phụ á lại giả vô mặt của má hai cái, phải không? Con thấy á, là như là một người cha mà nựng mà đứa con nhỏ bé của mình vậy đó, y là nựng bằng tất cả cái tấm lòng tình thương á dành cho con của mình vậy. Quý vị biết là sư phụ nói thôi, hết bệnh rồi về đi, sư phụ nói câu vậy thôi. Thì vài phút đồng hồ sau sư phụ thăm xong, sư phụ đi về trở lại Đà Lạt đây. Thì hết liền. Bà cụ nói là lúc đó bà cụ hết đánh lưỡi liền, nhưng mà tụi con thì chưa có biết. Tụi con thì lúc đó cũng chưa có biết là má hết đánh lưỡi liền nữa. Lại sáng ngày hôm sau, ủa coi sao má bình thường rồi, má bình thường rồi, má hết đánh cái lưỡi là rưỡi má bình thường rồi. Sư phụ biết không, tụi con chỉ có kêu tên sư phụ thôi. Sư phụ ơi,
Cho con xin thay mặt gia đình của con thành tâm xin lại tạ ơn sư phụ, người đã giúp cho gia đình chúng con vượt qua những trở ngại, những thử thách, những chông gai, để cho chúng con vững bước, vững tin vào câu Phật hiệu A Di Đà. Con xin nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang nhiếp độ cho sư phụ giác nhàn đời này được vãng sanh tự tại. A Di Đà Phật. Riêng gia đình chúng con xin hứa trước Pháp hội nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, một đời này cầu vãng sanh Tây phương Tịnh độ. A Di Đà Phật. Sau cùng con có một cái niềm vui, con xin kính chúc quý vị một năm mới lão thật niệm Phật, cầu sanh Tây phương Cực Lạc, hết một bó thân này được Đức Phật A Di Đà phóng quang giúp độ, độ cho tất cả chúng con và về đến Tây phương Cực Lạc hội ngộ. A Di Đà Phật. Cổ xin 30 phút mà nói thành 50 phút. Nhưng quý vị thấy rất là hấp dẫn cho nên không thấy dài đúng không ạ? Thời gian dài nhưng mà nghe tưởng chừng như là trong mơ. Những sự kiện rất là vi diệu. Nhưng mà chúng ta hôm nay ngồi trước Tam Bảo, thú thiệt thầy Giác Nhàn chỉ là một vị phàm tăng bình thường thôi. Chứ không phải rờ là hết bệnh nha. Hôm nay nói thiệt. Hôm nay nó phải phối hợp nhiều cái phước, duyên. Những cái duyên lành mà hồi nãy chúng tôi nói gia đình mà cổ kẻ mà cổ không muốn nói là khi lên trên này là cúng dường 100 triệu in kinh, chúng ta nhờ những cái công đức của gia đình và cái sự tha thiết tu tập của gia đình mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà chuyển được nghiệp như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là ghi nhận cái sự nói đến Phật pháp nhiệm màu của gia đình cô Hoa Quang là người mẹ và cô Hoa Tâm. Đây là một sự kiện mà chúng tôi nghĩ chắc là người ta nghe qua cái đĩa này, người ta sẽ tin cái đĩa này, tin những điều cô Hoa Tâm đã nói ra. Còn ai không tin thì chắc là họ chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Thôi hôm nay một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho cô Hoa Quang. Một sự kiện sẽ diễn ra, thầy chúc mừng cho cụ, đó là biết ngày giờ Đức Phật A Di Đà rước cụ vãng sanh Tây phương Cực Lạc, để cho mọi người được tin tưởng pháp môn nữa, đó là điều nó rốt ráo viên mãn ha. Và chắc là chúng tôi chúc mừng câu này cụ sẽ thành tựu được, vì tất cả những cái nạn đều vượt qua được hết rồi. Vì vậy còn một cái dịp đó nữa là những bài toán khó đã qua được hết rồi. Giờ chỉ còn một cái điều cuối cùng đó nữa là được biết ngày giờ Đức Phật A Di Đà tiếp độ vãng sanh. Thôi mời hai mẹ con vô lại ha, để nhường cái phần này lại. Thưa quý vị, hồi nãy giờ quý vị nghe qua cái sự kiện mà chúng tôi thấy mẹ của cô Hoa Tâm trải qua gần 3 tháng đã sống trong cái thế giới khác. Thưa quý vị, ngoài cái thế giới chúng ta đang hiện sinh sống ở đây để nhìn bằng ánh mắt với những người hiện hữu, thì ngoài ra đó còn một cái thế giới họ vô hình mà trong kinh nói đó là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ là năm, thú là thú hướng, năm loài thú hướng ở chung, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula. Ai học di thức thì có nghe cái danh từ là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ là năm, thú là thú hướng, cư là ở, tạp là chung nhiều loại, cư là ở, địa là trong cái cõi này, gọi là ngũ thú tạp cư địa. Còn mình sanh về Tây phương Cực Lạc là phàm thánh đồng cư địa. Mà cái nỗi ngũ thú tạp cư địa ở đây á, là do nghiệp lực con người tạo nên. Còn phàm thánh đồng cư độ ở bên Tây phương á, là do nguyện lực Đức Phật A Di Đà tạo nên. Thường chúng tôi giảng quý vị dễ hiểu, chứ quý vị coi sách đôi khi hơi khó hiểu. Về sách là họ nói một lèo về cái ngũ thú tạp cư địa là gì, họ phân tích một lèo hết, chứ họ không có đối chiếu vô là phàm thánh đồng cư độ ở Cực Lạc là do cái gì,
và ngũ thú tạp cư địa là do cái gì tạo nên? Thì coi như chúng tôi xem qua nhiều kinh sách và phối hợp, khi quý vị vô ngồi nghe là chúng tôi đúc kết lại những cái danh từ này, quý vị rất dễ hiểu. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải đi nghe, chứ không phải đọc sách mà hiểu. Thế cái ngũ thú tạp cư địa này đó, thì loài người mình thấy, loài súc sanh thấy không? Heo, gà, vịt thấy không? Nhưng bước sang cái cảnh giới của loài ngạ quỷ thì chúng ta không thấy đâu. Mà bước sang cái cảnh giới của địa ngục thì chúng ta không thấy đâu. Mà trong kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Ngài Hoằng Niệm Tổ có chú giải trong này nè, là Ngài có nói cái cảnh giới địa ngục là thuần vui không khổ. Thì Ngài nói trong kinh thôi. Như hôm qua chúng tôi gặp lại Hòa Thượng Thiện Quang thì ông nói khổ lắm, không có ngày vui. Nó cũng giống như trong kinh. Rồi trong kinh nói là cảnh giới địa ngục tối thui à. Thì chúng tôi hỏi cảnh giới địa ngục sao, thì Hòa Thượng mới nói là tối đen à. Thì ở trong kinh nói 18 tầng địa ngục sao, thì ở trong đó, ở dưới đó nói gì vậy? Thì chúng ta không đủ được Phật nhãn để chúng ta nhìn thấy địa ngục. Chúng ta không đủ Phật nhãn để chúng ta nhìn thấy ngạ quỷ. Mà chúng ta chỉ thấy loài súc sanh thôi, thấy loài người thôi. Chứ bước lên thần phần cái cảnh giới Atula là chúng ta không thấy đâu. Cho nên lời Phật nói thì không có sai. Có thêm ba loài nữa mà cái tần số, cái lối sống và cái cảnh giới nó khác, cho nên chúng ta không thấy. Nhưng mà không phải không thấy không có à? Có à? Thì như vậy chúng ta thấy rằng là hai cái loài ở chung đó là người và súc sanh. Còn ba loài là ngạ quỷ, địa ngục và Atula không thấy. Thì hôm nay quý vị sẽ thấy một vị ở địa ngục mới lên. Thì cái ngày mùng 4, mùng 3 gì chúng tôi buổi chiều đang đi về, thì chú anh Phước Hùng anh kêu thưa thầy, mà sáng con gọi thầy mà thầy bận quá, giờ có sự kiện. Con đang ở chùa Phổ Quang, xã Hòa Lộc, Mỏ Cày, Bến Tre. Có một vị thầy lúc trước ở gần nhà con ở tại đây, cho nên con ghé qua thăm, nhập vô chị con, giờ đòi lên chùa thầy. Chỉ có lên chùa thầy mới niệm Phật giải thoát được thôi, chứ hồi trước tu lòng vòng quá và thầy năn nỉ dữ lắm, bây giờ thầy tính sao? Kêu vậy ngày mai anh qua đó và kêu chị Dung và chị anh thôi một lần nữa, hôm trước đưa cha với đưa các vị chiến sĩ lên rồi thì thôi đợt này quan hỷ, nói chị hết sức quan hỷ đi, chứ chị cũng không có muốn người ta nhập vô nhiều, rồi người ta nói ông lên bà xuống rồi đồng bóng, rồi cũng không thích, cũng không thích chuyện này. Nhưng mà anh Hùng cố gắng nói đi. Thì cuối cùng qua đó Thiện Linh, Diệu Hằng với gia đình qua tới chùa thì mời đi. Thì trong cái lúc đó cái vị thầy trụ trì trẻ mới bổ nhiệm tới á, thì nghe nói là không có cái phòng để ở, chùa nghèo quá. Thầy đó kêu bây giờ ý nguyện của thầy như thế nào? Kêu tôi rất muốn thành lập cái đạo tràng y như thầy Giác Nhàn, cho người ta niệm Phật thì cái lợi lạc nó mới là thù thắng, và nhất là lợi lạc phần âm. Thì chúng tôi nghe như vậy thì chúng tôi mới kêu thôi, vậy sự kiện như vậy thì đưa lên. Thì hôm qua chúng tôi chạy lên thì gặp để mà ngồi nói chuyện trực tiếp, để hôm nay chúng tôi mạnh dạn để mời Hòa Thượng lên. Chứ không mà mình không lên gặp trực tiếp rồi hôm nay mời cũng không lên, kêu Phật tử nói ông thầy Nhàn nói xạo. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn lên xác minh lại cái sự kiện này nó là rõ ràng. Thì như vậy hôm nay sự kiện hôm nay muốn cho các tăng ni biết cái sự kiện đó là Lê Tấn Sử là tên thế danh và pháp danh là Thích Thiện Quang, 87 tuổi, là cái tuổi này cũng lên hòa thượng rồi, nhưng mà thầy thì muốn kêu là thầy thôi. Cho nên hôm nay nếu mà thực sự thì thầy muốn có thể chia sẻ với gì với lại tăng ni Phật tử thì cung thỉnh thầy lên. Mời thầy lên. Thường thì hôm qua cũng như bữa nay, khi thầy vừa vô cái là cô Dung này chớp mắt một cái. Thì thầy lên. Ở đây là đặc biệt chúng tôi thấy các vị thầy cũng như các hương linh hứa đúng hẹn và làm việc rất là nghiêm túc. Cung thỉnh thầy ngồi. Thưa quý vị, các vị hương linh mà Phật tử thì chúng tôi gặp rất là nhiều lần. Thông qua cái vấn đề mượn xác thì rất là nhiều lần, mà cái này không phải là mê tín dị đoan. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp một vị thầy trụ trì chùa Phổ Quang, xã Hòa Lộc, Mỏ Cày, Bến Tre, thế danh là Lê Tấn Sử, tuổi Giáp Tý và 87 tuổi, Hòa Thượng Thích Thiện Quang. Thì chúng tôi cũng xin phép thầy rồi, bạch qua thầy thì thầy cũng quan hỷ là thầy cũng muốn nói lên những cái điều
Và hôm nay thầy cũng đối trước Tam Bảo thành tâm sám hối, cũng như các vị hương linh sẽ thành tâm sám hối khi các vị hương linh ở đây thì tội mình mới tiêu. Mà lập bộc bộc bạch ra, sám hối ra có đại tăng, đại ni và quý Phật tử thì tội mình đã giảm, và thầy sẽ mạnh dạn nói lên sự thật. Thì giáo nhàn cũng có vài câu hỏi, bởi vì mình chưa đắc được Phật nhãn, thiên nhãn nhìn thấy địa ngục như thế nào. Nhưng hôm nay thì thầy đã thấy rồi, thầy kêu thầy từ địa ngục lên thì địa ngục nó ra sao, có thể thầy nói cho Phật tử nghe. Thì giác nhàn giảng về địa ngục rất nhiều mà chắc là không bằng thầy nói đâu. Nếu mà thầy nói thì chắc Phật tử người ta tin hơn. Và sau khi thầy nói xong thầy ra thì chắc cô Dung cũng sẽ xin có vài lời nói đến cái tiểu sử khi thầy ở tại đó mà tu hành nó không có đúng phạm giới phá trai, cho nên cũng không có ghé. Thì rất ít thầy còn sống cũng như qua đời dám mạnh dạn nói lên cái điều này. Và chắc là khắp nơi trên thế giới cũng có một số người không tin, kêu giác nhàn bịa đặt dựng chuyện đưa một vị Phật tử lên kêu là thầy bị đọa. Nhưng xin thông báo lại quý hòa thượng, quý thầy và mọi người khắp nơi trên thế giới là trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung có nói tu sĩ nếu tu không đúng phạm giới phá trai vẫn đọa lạc như thường. Đó là điều mà chúng tôi xin thông báo với quý vị là kinh Phật nói. Còn sự kiện để cho tất cả những người xem qua màn ảnh nhỏ TV khắp nơi trên thế giới có tin thầy hay không là quyền quý vị. Nhưng mà sau khi thầy ra rồi thì chắc chắn là cô Dung này sẽ có vài lời đối với quý vị. Và xin thưa với quý vị nữa là cái này không phải chúng tôi đi tìm, mà do tự động thầy muốn lên chùa chúng tôi, cho nên chúng tôi nhân tiện đầu năm muốn làm chương trình Phật Pháp nhiệm màu âm dương lưỡng lợi. Chứ chúng tôi không muốn cái sự kiện mà đi tìm các Phật âm về để cho chùa mình nổi tiếng, chúng tôi không có điều này. Tam Bảo chứng minh. Và giờ đây xin cung thỉnh thầy cầm micro, có thể thầy nói qua cái sơ cái sự việc của thầy tu tại chùa như thế nào, bị những cái sự kiện tu không đúng ra sao, thầy cũng mạnh dạn nói để cho chư tôn đức tăng ni cũng như giác nhàn lấy ra bài học rất là quý giá, cũng như Phật tử hiện diện ở đây. Và sau khi sao thầy chết và thì chết được bao lâu và cảnh giới địa ngục như thế nào, vân vân, tùy theo cảm xúc thầy nói, xin cung thỉnh hòa thượng. Tôi là Lê Tấn Sử, pháp danh Thích Thiện Quang, 87 tuổi. Tôi là trụ trì chùa Phổ Quang, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày. Nhưng tôi đã không làm đúng lời Phật dạy. Tôi đã đi sai đường. Tôi ở trong chùa mà tôi phạm tội tà dâm. Tôi ăn mặn. Tôi cũng phạm nhiều tội lắm. Sau khi tôi chết, tôi bị đọa địa ngục. Tôi xin kể ra cho quý vị đồng tu biết là địa ngục khổ lắm, âm ô, lạnh lẽo, tối tăm, khổ sở, biết bao nhiêu cực hành. Và giống như trên hình tượng hành tinh thế gian đó, có 12 cửa ngục. Quý vị thấy sao là ở dưới đó giống như vậy, nhưng khủng khiếp lắm, khổ sở, không tưởng tượng được, không bị hình khổ sở lắm thầy ơi. Thầy nhìn trên hình, con không nói được. Thầy nhìn trên hình vẽ của thế gian á, móc lưỡi ra rồi đủ thứ hết, đủ thứ cực hình hết. Dưới đó nghe nói có người phạm tà dâm thì nằm lên giường sắc nóng, trong hình nói thì... Dạ có đủ hết. Ôm cục đồng có ha? Dạ có. Rồi ôm dương đao. Chết đi rồi người ta làm sống lại, người ta hành nữa. Mà vì sao mà thầy chạy về được hay vậy? Con nghe ai đó nói là ta cho ngươi về thế gian đó, về chùa của ngươi đó để có người tới cứu. Con về con gặp cái xác này nè, con biết cái chú Hùng đó là đệ tử của thầy á. Rồi con muốn xin chú Hùng cứu giùm con. Dạ. Thì chắc là thầy chắc không dám nghĩ lại cái cảnh đó nữa ha, nó quá khổ ha.
Con sợ dữ lắm, con hối hận dữ lắm thầy ơi. Con tiếc mấy chục năm con tu mà con không làm, con không có đi đúng đường, con đi sai đường, con theo tà ma ngoại đạo, con chết con đỏ ơi, con khổ dữ lắm thầy ơi. Dạ. Hôm nay thầy được lên trên này rồi, thầy thấy trên này có nên ở đây để niệm Phật vãng sanh không? Dạ, con muốn, con mừng dữ lắm, con về đây ngày hôm qua tới giờ con mừng dữ lắm luôn. Con ước mơ được vãng sanh về Tây Phương, con cầu mong thầy giúp giùm con. Thì bây giờ ở đây âm cũng như dương, hàng ngày tinh tấn tu tập cho tốt, đừng có khởi những cái niệm sai trái nữa, tích lũy lâu ngày đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì Phật A Di Đà rước đi. Nếu mà hòa thượng chưa về được là chắc do thiện căn phước đức mình chưa đủ thì tiếp tục chờ đợi ha. Và chờ đợi đến lúc có ngày mình chờ đợi thì Phật sẽ xuống thôi. Mình đừng có bỏ cái ý niệm chờ đợi, mong đợi và niệm Phật theo Phật. Yeah. Hôm nay Giác Nhàn rất là tin tưởng Hòa Thượng nói những điều này, bởi vì đây là sự kiện mà hôm qua Giác Nhàn gặp nói chuyện với Hòa Thượng cũng như gặp nói chuyện với cô Dung. Thì cô Dung lúc trước cũng đi ngang qua đó mà không ghé vô chùa thầy. Yeah. Thành ra là cô nói chùa này tu không có đúng. Cô Dung nói con không có đạo đức, cô Dung không có ghé chùa con mà đi chùa xa không à. Vậy thì hôm nay nhờ cô Dung mà Hòa Thượng lên được trên này thì cố gắng tu hành. Mà hôm nay thực sự Hòa Thượng nói ra sự thật này đó, thì chắc là Tăng Ni nghe cảm xúc và sẽ tinh tấn tu hàng ngày để hồi hướng cho Hòa Thượng. Thì Giác Nhàn nghĩ chắc Hòa Thượng sẽ về trước. Khi Hòa Thượng về trước rồi Giác Nhàn về, cố gắng xuống nhớ đưa Giác Nhàn về nhớ nha. Dạ, Phật, cảm ơn thầy. Thì bao nhiêu lời đó thôi thì chắc người ta cũng tin lắm rồi. Dạ thôi, thầy có nhắn nhủ gì nữa không? Có nhắn nhủ gì thêm nữa không? Dạ, con chỉ muốn nhắn nhủ với chư Tăng chư Ni tu giống con ráng làm sao đi theo thầy đúng chánh pháp, đi theo thầy Giác Nhàn á, nghe lời thầy tu theo cho đúng chánh pháp, chứ như con là con ở trong chùa đều có chứng, chứ con không có tu, con không có tụng kinh đúng gì á, con làm sai hết á. Con biết, con vẫn biết vậy mà con cũng biết sao mà con cứ làm vậy. Nên là con khổ dữ lắm, khổ. Con muốn nhắn nhủ với quý vị đồng tu, với quý vị Phật tử phải ráng đi cho đúng đường để mà đi đạo Phật. Như vậy là mình làm sai, mà mình biết làm sai là mình không có cái đại chúng tu hành, không có cái pháp môn mình tin tưởng á. Cho nên vẫn biết sai đúng không? Làm sai vẫn biết sai đúng không? Vẫn biết sai nhưng mà vẫn cứ làm, là do mình không có cái đại chúng, mình ở một mình đó. Rồi không có cái lực của đại chúng, không có người hướng dẫn kỹ càng. Mãi cho đến 87 tuổi mà xuống dưới đó một năm mấy, cho trên này không biết bao nhiêu triệu năm. Chắc là khổ lắm. Mà thôi, hôm nay Giác Nhàn làm cái đoạn đĩa này để đưa khắp nơi trên thế giới, để người ta biết, người ta tu thì công đức của Hòa Thượng cũng lớn lắm. Mong Hòa Thượng quan hỷ ha. Dạ, thôi giờ Hòa Thượng ra đi. Được rồi, quan hỷ. Dạ, con xin cảm ơn thầy, con xin cảm ơn chú Hùng. Ờ, nãy giờ con biết con nói gì không? Dung, hồi nãy giờ con biết con nói gì không? Dạ, con biết có thầy về mà con nói nhiều quá, con không nhớ. Nói nhiều không nhớ. Hôm qua thầy cũng nói chuyện với con là do thầy ở gần nhà con đó. Là con không có đến chùa thầy. Hồi nãy thầy cũng nói là kêu con nói thầy không có đạo đức, phạm giới phá trai, cho nên thầy bị đọa địa ngục. Bây giờ thầy lên lại, thầy mượn cái xác của con để mà thầy lên đây thầy sám hối ăn năn, thầy ở chùa thầy học, thầy tu. Cho nên cái công đức của thầy rất là lớn. Thôi con thì cũng không có ngại cái chuyện người ta nói ông lên bà xuống đồng bóng nhập gì cả, mà con cứu được một vị thầy là cứu một vị Phật tương lai. Cũng như ông chức cứu ba là Võ Văn Bò đó. Thành ra từ giờ trở đi thì con cố gắng niệm Phật, chút nữa thầy đeo cho một cái sợi dây Phật ha. Thì cái chùa của thầy này con biết không? Ở chùa Phổ Quang này gần nhà con cách bao xa vậy? Chừng 200-300 thước hả thầy? 200 thước hả? Dạ. Cái lúc mà thầy này trụ trì con cũng biết đúng không? Dạ con biết, còn nhỏ con biết Thầy ở trụ trì đây lâu không?
Con thấy là mấy chục năm rồi ạ. Sao con không ghé chùa thầy? Thầy ăn mặn con không ghé. Cái gì cứ nói ra thầy quan hỷ mà. Thì con thấy mấy cô kia bị bệnh rồi cái đi lại đó cho thầy trị bệnh với làm công quả chùa. Rồi sao lần quần cô đó với thầy đó ở chung luôn như vợ chồng vậy đó. Rồi con thấy con không có muốn ghé đó. Dạ. Thầy nãy con thầy cũng ăn năn sám hối lắm. Mà thầy biết đó là cái điều không đúng cho nên thầy về đây thầy niệm Phật. Có hai người mà Phật đáng ca ngợi. Thứ nhất là không có lỗi. Thứ hai mà có lỗi mà biết ăn năn sám hối. Hôm nay thầy biết ăn năn sám hối thì cái lỗi của thầy thoát khỏi địa ngục và A Xà Thế nhốt cha trong ngục tù. Đây là cái nghiệp nặng hơn là phạm giới tà dâm, gọi là ngũ trọng nghịch. Giết cha, giết mẹ, giết vợ thường, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng. Nhưng vua A Xà Thế sám hối ăn năn và vua A Xà Thế vẫn được vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Đây là vương kinh A Xà Thế mà hòa thượng Tịnh Không nói. Con thầy ơi, con mẹ con là Hằng Nhĩ Hải á, cứu con với thầy ơi. Bây giờ bà có lên trên này phải không? Con theo mẹ con suốt quá. Con mẹ con là mang thai con rồi bị hư là chứ không phải mẹ con giết con là thai nhi. Con Hằng Giải Hải đứng lên coi thử coi Hằng là cô nào, đứng dậy coi đó phải không, đó mẹ con á hả, mẹ con là gì đó, ba con á hả, ba con nè. Mà con bị chết lúc mấy tháng con biết không? Con mấy tháng không biết, mấy tháng mà bị sảy thai mà không có phá thai là chắc như vậy là con không có thù đúng không? Bây giờ con thương ba mẹ con lắm. Rồi giờ con có muốn về chùa con tu không? Con muốn về chùa tu, con muốn được vãng sanh, con về con đổ mẹ ba con. Giỏi lắm. Rồi thôi. Thầy quy y giùm con đi. Nếu thầy lòng để quy y cho con luôn nha. Rồi thai nhi bị sảy chết, con của Thiện Linh Diệu Hằng mà ba mẹ con mới làm cái phòng vãng sanh với thì Phước Hùng á làm phòng sanh hồi hướng cho con nha. Rồi cúng dường cho tăng hồi hướng cho con nha. Rồi thôi vậy được rồi đó. À, con ra đi, thầy chúc nữa quy y cho con nha. Đặt con pháp danh Diệu Âm nha. Rồi. Trời ơi, xuất hiện. Ở trong này có Phật tử nào tự sảy thai hoặc là tự phá thai không? Giơ tay sám hối trước pháp hội coi. Ủa sao nhiều vậy? Ở nhiều vậy? Ở đâu nhiều vậy? Giơ cho cao, giơ làm gì thấp. Rồi sám hối ha. Còn ông nào có không giơ tay coi. Giơ tay là biết sám hối ha. Thôi Dung về lại đi Dung. Được rồi. Thưa quý vị, đúng 3 tiếng đồng hồ từ 8:30 bây giờ là đúng 11:30. Thưa quý vị, giờ đây thời gian đã hết. Chúng tôi xin chấm dứt cái buổi cộng tu đầu năm hôm nay. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni pháp Bồ Đề Tâm tinh tấn tu tập bộ tâm tu chính pháp để một đời vãng sanh. Và chúc cho toàn thể quý Phật tử pháp Bồ Đề Tâm tinh tấn giữ năm giới cho trọn vẹn và ăn chay niệm Phật phóng sanh để vãng sanh về phương cực lạc. Và chúc cho các vị hương linh ở đây tu hành tinh tấn vãng sanh về thế giới cực lạc để khi các nhà cũng như các sư cô về các vị xuống để tiếp dẫn chúng tôi là các con đưa quý vị về địa phương. Giờ đây quý Phật tử chúng ta quay lại để đứng rất là nhiều Phật tử đón chúng tôi rất là nhiều để cung thí là giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng giêng năm Giáp Ngọ 2014 tại pháp hội niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam tổ chức cộng tu một ngày đầu năm. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề Tâm bỏ tịnh tài ra để làm lễ phóng sanh, mua tất cả các chúng sanh này đem về để phóng sanh.
Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được làm ăn giàu có đầy đủ của cải vật chất, và tất cả chúng sanh này hôm nay có duyên với Pháp hội được quy y Tam Bảo sám hối nghiệm chướng và nghe chánh pháp. Thì quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ khôn ngoan sáng suốt. Và đáng lẽ chiều hôm nay con chim con cá con lương này bị cắt cổ, nhỏ lông chiên xào nấu nướng đau đớn hoàng hoại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức ít bệnh hoạn, sức khỏe sống lâu, đó là 10 công đức trong kinh Phật dạy. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên tánh không phát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tâm duyên diện tội tiêu khiên hỏi diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật Ya Da Ta Ya Di Đà Ma A Di Đà Đô Ma Tỳ A Di Đà Đà Nam Ma Tỳ A Di Đà Đà Lan Đế A Di Đà 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 Ta di đà di đà ta bà hai hội chúng sanh diệu âm ơi quy y Đức Phật A Di Đà lượng tốt chúng tôn ma ơi hội chúng sanh diệu âm ơi quy y pháp ly dược chúng tôn ma ơi hội chúng sanh diệu âm ơi quy y tăng chúng chúng tôn chúng sanh đa tạo các ác nghiệp đà điều nhỏ vô thị tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra chúng sanh thảy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh ơi ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đến từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đồng sanh về bình an.